Chào cô Phượng. Hôm nay cô Phượng không có vô rẫy à? Chín giờ 45 rồi. Chào Cẩm Loan, hôm nay không đi làm hả con? Chào Phúc Bình An. Chào Ngọc Lành. Chào cô Ngọc Lan. Cô Ngọc Lan khỏe không? Chào Phúc Bình An. Phật đản này Phúc Bình An cũng mời bà con Phật tử về chùa dự lễ giùm thầy nha. Sáng mùng 9 ha. Sáng mùng 9 tháng 4. Phúc Bình An rủ bà con về dự lễ Phật đản với thầy nghe. Ráng cố gắng lên nha. Chào cô Yến. Mọi người có khỏe không? Chào Thiên Bảo. Hôm nay gắn tên của quý Phật tử cúng dường kim thân mẹ đó, gắn lên rồi đẹp lắm. Dạ, cảm ơn Đức Sơn, chào cô Thiện Hạnh. Mọi người bình an, khỏe mạnh, vui an trong mùa Phật đản nha. Chào Kim Loan. Mùa Phật đản này chùa Minh Viên tổ chức vào ngày mùng 8, mùng 9, chiều mùng 8 vô đám, sáng mùng 9 chính thức. Thứ nhất là cúng dường cho 30 sư về làm lễ tắm Phật, sau đó là phát 200 phần quà cho người nghèo. Bà con cô bác mình ai có thời gian thì về chùa Minh Viên phụ với thầy nha. Chào Phương Yến. Cảm ơn mọi người đã đóng góp giúp đỡ cho chú Huệ Thời có tiền đi bệnh viện. Cảm ơn mọi người đã đóng góp giúp đỡ cho sư cô Liên Hậu có tiền đi bệnh viện điều trị bệnh. Cảm ơn mọi người đã đóng góp cho nhà anh Thảo ở xã Yên Luông và công Tây xây lại ngôi nhà. Trong tháng này chúng ta làm rất nhiều. Và tháng này chúng ta làm được 700 phần quà
chuẩn bị tới ngày mùng 9 này chúng ta phát 200 phần quà nữa là 900 phần. Dạ cảm ơn cô Phượng đã phát tâm 100 kg gạo. Như vậy thì còn có 700 kg gạo nữa mọi người nha. Còn thiếu 700 kg gạo nữa là 2 tấn nha mọi người. Mọi người phụ ủng hộ với thầy thêm 700 kg gạo nữa là ngày mùng 9 này phát được 200 phần cho quý hội viên chữ thập đỏ chùa Minh Viên nha mọi người nha. Phát được một nửa à, tới 17 phân hội mà kỳ này phát được 3 phân hội thôi. Hết 200 người. Còn bao nhiêu à, để dành tới tháng 5, tháng 6 hoặc tháng 7. Nói chung là mỗi tháng chúng ta đều có phát hết, cho nên tháng này phát được 200 phần, tháng sau thì tiếp tục. Cảm ơn cô Phượng rất là nhiều đã ủng hộ 100 kg gạo. Chào Cẩm Hồng. Đang thỉnh tiếp một đợt thỉnh tượng kim thân nữa đó, kim thân của Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát Quá Thân 28 vị. Hiện nay đưa về chùa được 7 vị rồi. Và đợt tiếp theo là 9 vị. Bà con nào muốn thỉnh mẹ thì nhanh tay ủng hộ để thầy làm bản tên trước, khắc bản tên trước. Và vài bữa tượng về có tên của mình để dán lên. Chào Bùi Tiến. Lúc này cuộc sống mọi người rất là khó khăn, kinh tế khó khăn ở khắp nơi. Ai cũng vậy, từ Nam chí Bắc. Những người quê nhẫn quen, trong nước, ngoài nước. Nói chung tất cả đều than hết, chứ không phải chỉ có bà con mình thôi. Mọi người nên nhớ rằng, những cái phút giây này là những cái phước của mình đã gây tạo ra bao nhiêu lâu nay. Thì bây giờ đã đến lúc mình đem ra sử dụng cuộc sống hiện tại, ngay bây giờ là mình sử dụng cái phước. Bây giờ mình muốn làm phước cũng rất là khó khăn, vì kinh tế khó khăn, cuộc sống khó khăn, tất cả đều khó khăn hết. Cho nên lúc này mà muốn làm phước là một cái điều rất là xa xỉ, rất là khó khăn. Cho nên là thời gian qua mà bà con mình, Phật tử mình làm phước, tích tụ được cái công đức thì hơn ai hết vào cái lúc này, thời gian này là chúng ta đang tận hưởng cái phước của chúng ta đã gieo tạo trong những tháng năm qua. Chào An Bình. Cho nên mọi người cũng không có vội buồn. À, nếu mình cảm thấy cái phước của mình mà mỏng, cái nghiệp mình dày, thì mình ráng cố gắng tưởng Phật, tưởng mẹ, tưởng bề trên. Chào cô Thúy Lê. Thầy cũng cảm ơn cô Thúy Lê đã giúp đỡ cho sư cô Thích Nữ Liên Hậu 2 triệu đồng. À, thầy đã chuyển cái phần tiền này đến với sư Minh Viên ở tỉnh Xá Ngọc Lâm, là người trực tiếp lo bệnh cho sư cô Liên Hậu. Và cái điều thứ hai là thầy mừng nhất là cô Thúy hôm nay tại Tư Gia đã thiết lập được một cái hoa đàn, một cái hoa đình để thờ cha, thờ mẹ, các cung, các cõi.
Thì tại sao thầy nói như là người ta thì nói là thiết lập một cái tâm bảo, thiết lập một cái nơi trang nghiêm để thờ phượng mà thầy gọi là cái qua đình? Tại vì á, mình là con của mẹ, mình thiết lập một cái nơi trang nghiêm, hoa, rực rỡ. Giống như ngày xưa vua Lương Võ Đế nằm mộng thấy là một cái cung điện vàng ngính, vàng tươi, hoa sắc, cảnh sắc nhiều. Thì lúc bấy giờ nhà vua mới kể lại cho các quần thần về cái giấc chiêm bao đó. Thì lúc bấy giờ ông Đông Phương Sóc ở bên núi Công Luân, ông xin ý kiến với bệ hạ, ông giải cái điềm. Ông nói đây là cái điềm tốt, là nhà vua sẽ gặp được một vị Phật, vị thánh nhân để giáng thế xuống mà độ cho bá tánh. Thì ngài Đông Phương Sóc mới lãnh cái trách nhiệm về cung diêu trì Phật mẫu đó, mới thỉnh Phật mẫu hạ sang. Thì mẹ mới hứa là ngày 18 tháng 10 đó, trăng tròn thập bát, mẹ mới hạ sang xuống để chúc phúc mừng ngày sinh thần, sinh nhật của vua Lương Võ Đế. Thì mới có cái sự tích là ngày 18 tháng 10 mẹ cùng với chim loan hạ phàm xuống cái tỉnh Thiểm Tây, nơi cái cổ miếu đó. À, thì mẹ chứng đàn cái nơi đó, nó có một cái hoa điện rất là đẹp. Thì hôm nay là thầy thấy chỗ cô Thúy Lê cũng làm được một cái hoa đình để mà thờ phụng cha mẹ các cung các cõi, mặc dù không to lớn như là đình chiều, đình chùa, miếu, nhưng mà ở tư gia mà làm như vậy là rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Chào cô Hằng Thu, mình thấy thầy rất là tán thán. Ít có ai làm được điều đó. Bây giờ mà quý Phật tử mình á chưa có cái duyên xuất gia, chưa có duyên cắt ái ly gia đoạn lìa thế tục để nương náo vào trong chùa, trong miếu, trong đình để thờ bái, tụng niệm, tu hành, mà ở nhà quý vị dành một cái góc nào đó, một cái phòng nào đó, một cái nơi nào đó sạch sẽ, trang nghiêm, quý vị thỉnh được cái cốt mẹ về quý vị thờ, thỉnh một vị Bồ Tát Quan Âm, bức Phật Tổ gì đó, mà chúng ta có một cái nơi nhỏ nhỏ, trang nghiêm, một cái góc riêng cho mình để quý vị thờ phượng. Thì những người mà xuất gia, những người hành đạo và làm đạo như bản thân Huệ Nhẫn rất là hoan hỷ, rất là vui mừng. Tại vì á, quý vị đã thực hiện cái hạnh và cái lời dạy của Phật, của mẹ. Người ta thường giàu có, người ta xây nhà lầu, cung điện, người ta làm cái phòng cho đẹp, có niệm ấm, cung son, có máy lạnh, có đầy đủ để người ta hưởng thụ. Còn là người con mẹ, khi mà chúng ta có cái điều kiện, chúng ta xây dựng được một cái nơi thờ phượng cho mẹ. Không nhất thiết là quý vị phải xây cái chùa cho lớn, cái miếu cho lớn, cái đình cho lớn. Chỉ cần ở một góc nào đó trong gia đình mà cảm thấy sạch sẽ, trang nghiêm, mà quý vị tôn thờ như vậy là quý báu biết bao nhiêu mà nói. Mà ông Phật, Đức Phật có dạy rằng nơi nào á mà có một người ăn chay là nơi đó mất đi một cái phần tử xấu trong xã hội. Mà nơi nào lập được một cái ngôi chùa, ngôi miếu, một cái đền thờ, hoặc là tư gia mà có một cái nơi hoa đình, có nơi bủ điện để thờ phượng, thì chắc chắn rằng nơi đó đã mất đi một cái quả ngục, một cái địa ngục. Cho nên cái công đức mà xây dựng cái nơi thờ phượng cha mẹ Phật trời nó to lớn lắm. Cho nên thầy mà nhìn thấy trong hàng Phật tử, đệ tử, huynh đệ, những người mà Huệ Nhẫn quen biết mà xây được cái chùa, cái đình, cái miếu, cái hoa đình, cái nơi tam bảo trang nghiêm ở tư gia, thì Huệ Nhẫn lòng rất là hoan hỷ, vui hơn quý vị cho vàng muôn bạc lượng. Bây giờ những người quen của Huệ Nhẫn từ trước tới nay, có người Huệ Nhẫn quen mấy chục năm, có người cũng quen vài năm, vài tháng, vài ngày, mà Huệ Nhẫn đến nhà thấy người ta có một cái bàn thờ trang nghiêm, lòng Huệ Nhẫn vui, vui dữ lắm. Vui ở đây là gì? Thứ nhất là người ta biết đạo, biết tôn kính Phật trời cha mẹ.
Cái thứ hai là làm cái nơi để hướng dẫn huynh đệ đồng tu, đồng học, đồng trở về. À, chỗ cô Thúy Lê hôm nay là thật sự nó đẹp, trang nghiêm như một ngôi chùa, như một ngôi đình, như một ngôi miếu, như một ngôi điện, ngôi đền. Và càng quan hỷ hơn là những cái ngày Mậu Kỵ có bà con linh tử Phật tử tụ về để tụng kinh dâng hương đăng hoa quả cho mẹ là một điều quý báu. Ở đây cũng vậy, như mới vừa rồi thì chỗ nhà cô Yến nè, cô Phượng cũng đã dành một cái góc trang nghiêm để mà thỉnh mẹ về thờ, thỉnh Phật Quan Âm về thờ. Cái đó là một cái điều phước báo, đâu phải phước báo hiện tại mình thấy đâu. Cái phước báo này nó còn lưu truyền cho cái thế hệ mai sau. Chẳng những mình được phước báo, con cháu mình được phước báo, mà nhiều đời nhiều kiếp dòng họ của nhà mình về sau được cái phước báo. Quý vị thấy không? Ở dọc đường mà người ta khi bị chết quan á, bị xe đụng hay là bị cái gì đó chết dọc đường á, người ta còn lập cái miễu chiến sĩ, cái miễu cô hồn để thờ, người ta còn thành kính. Huống chi gia đình mình mà lập một cái nơi thờ Phật, thờ mẹ, thờ củ quyền thất tổ, thờ cha sanh mẹ độ, cái điều đó nó quý báu hơn, hơn nhiều. Cái người mà người ta có cái bổn nguyện của người ta, người ta có cái tâm thiện, tâm tốt của người ta làm, mình không có cười người ta được. Mà mình nên khuyến khích, phải khuyến khích. Đừng nói rằng là ở nhà là không có thờ mẹ được. Đừng bao giờ nói rằng ở nhà là không có thờ mẹ, thờ cha, ở nhà là không có thờ Phật tổ, không có. Thờ vị nào mà mình tôn kính, mình cảm nhận được một cái vị nào thiêng liêng gần gũi với mình, thì từ đó mình thờ phượng, là cái điều phước báo lớn. Chứ làm sao mà nói là mình thờ cái này không được, thờ kia không được. Không phải, đừng có nói như vậy. Mình thờ vị nào nó cũng độ mình hết. Mình tin tưởng vị nào, vị đó cũng độ mình. Vị lớn, vị nhỏ thôi. Nhưng mà vị nào cũng hơn mình á. Nói chung là vị nào cũng hơn mình. Người ta đã lên bậc thánh, bậc thành, thần, bậc tiên, bậc Phật hết rồi, người ta độ cho mình. Phải không? Rồi, chào Thi Oanh, chào Nguyễn Danh. Cho nên á, có người người ta nói mình á, theo đạo mẫu là tà đạo, không có đúng chánh pháp. Nhưng mà quý vị thấy không, một cái bộ kinh Phật mẫu mà phát hành ra là có hàng trăm hàng ngàn người vô xem. Nhất là cái bộ kinh khuyên đời tu niệm, quý vị thấy không, một trang đăng thôi là thấy có hàng triệu hàng triệu người xem. Đất nước mình có bao nhiêu triệu dân mà được một triệu người xem là quý báu biết bao nhiêu mà nói. Đâu phải là mà không có người tôn kính. Tất cả cái bổn nguyện bổn hạnh của mình tùy theo căn cơ của mình, người nào thích thờ cái nào, người nào tôn kính ai, người ta được quyền tự do, đúng không ạ? Cho nên chỗ cô Thúy cố lên nha, thầy ủng hộ 100%. Thầy ủng hộ lắm. Gia đình nào, Phật tử nào có cái trang thờ phượng là thầy quý lắm. Những cái nơi nào mà có thờ phượng là thầy, lúc nào thầy coi những vị đó ngang bằng như Huệ Nhẫn hoặc hơn Huệ Nhẫn, chứ Huệ Nhẫn không có coi là cái hạng sao, người đi sau là thấp hèn, không có. Chào Nguyễn Thọ. Người ta biết thờ kính dù cái trang nhỏ, cái bàn thờ nhỏ, nhưng lòng người ta lớn, tùy theo phương tiện, tùy theo phương tiện hữu vi. Chứ không phải là chùa cao Phật lớn là mình ăn trên ngồi trước. Tôi thấy có những người người ta lợi dụng vào cái niềm tin tôn giáo. Người ta lúc nào người ta cũng cho người ta là Phật, người ta cũng cho là mẹ, là cha hết á. Rồi cái người ta quên đi mình là một phần, một Phật tử, một linh tử. Xin lỗi chứ thời buổi bây giờ, tất cả chúng ta là những người học Phật, những người tin đạo, hiểu đạo và tìm hiểu đạo,
Chứ thật ra chúng ta là người phàm, đừng có dỗ nghịch xưng tên. Mà chúng ta thấy đó, bây giờ chúng ta còn cái phước á, chúng ta dương dương tự rắc, chúng ta xưng mẹ, làm mẹ, đi tới đâu cũng bận áo mẹ, ngồi cẩm đôn, ngồi lông tọ, ngồi lông ỷ. Một ngày nào có những vị, ngày xưa tôi nói mấy vị á, cuộc đời của Nhẫn á, theo mẹ ba mươi mấy năm, của Nhẫn thấy có nhiều hoàn cảnh lắm, rất là nhiều huynh đệ mà hầu như bây giờ á, rụng hết trơn rồi. Mà tới cái ngày mà bảo mãn đó, không có yên đâu. Quý vị thấy đi, không có yên. Đâu có mẹ nào mà bị tai biến, đâu có mẹ nào mà bị bán thân bất tội đó. Đâu có mẹ nào mà ngồi xe lăn. Mà bây giờ mình thấy đã mình cái phước tướng mình không có, cái phước tướng mình không có, cái hình tướng mình không có, mà mình xưng mẹ, xưng cha, mình thấy không? Mình làm cái trò cười cho thiên hạ. Người ta nhìn vô, người ta cười mình, người ta lại mình trước mặt. Nhưng mà sau lưng người ta coi mình thường. Đâu có còn vợ, còn chồng, còn ngủ với vợ, còn ngủ với chồng. Còn ăn mặn mà dám vỗ ngực xưng tên, xưng mẹ, xưng cha. Chi vậy? Thôi, mà nó nhường trên một bước thì rộng đường dễ đi. Mình làm gì chúng sinh ta biết hết á. Bây giờ Phật tử người ta thông minh lắm. Thời đại bây giờ người ta trình độ, người ta là tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, chứ đâu có dân ngu như ngày xưa. Hồi xưa cuộc đời của ông bà của mình hồi xưa khổ quá, nghèo quá, không có đi học, thiếu cái nhận thức, nói gì người ta nghe. Chứ còn thời buổi bây giờ, mấy thầy mấy cô mà nói khéo khéo, chứ còn nói không khéo, người ta hiểu hết, người ta cười vô mặt mình. Cái thân mình còn dơ quế ngủ trượt mà mình dám chứ xưng mẹ, đi đâu mình cũng xưng mẹ, xưng cha, hai bên có người quạt, có người hầu. Mẫu mẹ còn chưa được vậy nữa, Phật mẫu diêu trì, nhiều khi mẹ thương chúng sinh, mẹ phải quá hiện xuống làm người này người kia, làm người cùng khổ, chứ đâu có ai mà được cung phụng, được hầu hạ. Mới vậy, quý vị thấy không? Người ta nói Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ mình gieo những cái nhân á, những cái nhân không tốt, cái nhân bất thiện là mình sẽ gánh những cái hậu quả lớn. Còn chúng sanh mà bị nghiệp đổ một chút xíu là sợ lắm. Cho nên những người không biết cứ phái, đó là mình gieo cái nhân xấu đó. Cả ăn đời Huệ Nhẫn, cuộc đời của Huệ Nhẫn cả ăn đời. Này nói cả đời là tại vì quý vị biết không, hơn 30 năm rồi là cả đời nữa, phải không? Có ai mà sống được 60-70 tuổi à? Giờ sống chừng 50 tuổi, 60 tuổi là chết mất tiêu rồi. Hơn 30 năm là cả đời người rồi. Chào Thảo Trang, chào Văn Long. Hơn 30 năm là thấy đời người đó. Vậy chứ Huệ Nhẫn đi tụng kinh mẫu, mọi người thương yêu có bộ kinh khuyên đời tu niệm biết bao nhiêu. Huệ Nhẫn đóng vai tuồng thì xả vai tuồng rồi thì trở về một con người bình thường của mình. Chưa bao giờ dám mà xưng mẹ, xưng cha trên, không dám. Không dám, không bao giờ. Mọi người á, dọn cơm ăn dưới đất á, thì thầy xuống đất thầy ăn. Mọi người ăn trên bàn thì thầy ngồi ăn trên bàn cho vui, chứ thầy cũng không dám ngồi riêng. Không có dám. Trong bàn đã có người làm ông này bà nọ, có người cũng đi bán vé số, có người đi lượm bịch, có người đi lột tỏi, có người cực khổ. Nói chung là hạng nào cũng được, mình cũng hòa đồng hết ráo. Cái hạnh của mẹ cũng vậy, đâu phải thấy con khổ là mẹ không thương. Mình làm bất cứ cái nghề nào, cái xấu xa đồ tể đâm chém, mẹ cũng sẵn sàng quá thân xuống ngồi gần con, tâm sự với con mới khuyên bảo được con. Chứ người mình làm mẹ mà mình xa lánh đàn con mình cứ ăn trên ngồi trước thì làm sao con mình nó hiểu, phải không? Làm mẹ là phải ở sát bên con, dụ dỗ nó đói phải cho nó ăn, nó khát phải cho nó uống, nó ngu phải dạy cho nó nghe, phải cắt nghĩa cho nó nghe từ từ, rồi nó thương mình, nó mới biết là mình là mẹ nó, rồi mình nói nó mới nghe, phải không? Chứ mình làm mẹ mình ngồi trên cao không à, để cho người hầu người hạ này kia, rồi làm sao con mình nó giác ngộ. Mà cái bổ nguyện của thời buổi bây giờ là cần con giác ngộ, cần Phật tử giác ngộ, cần linh tử giác ngộ, cần đàn con nó quay đầu, phải không?
chứ đâu phải rình rình nó có tiền để mình gạt nó, rình rình nó có chút vốn mình dụ nó, phải không? Đâu có me me nó có tiền để mượn, đâu có me me nó có tiền để suối nó cúng cái này, thấy nó có tiền cái vụ nó cúng cái kia, đặng lấy cho mình ăn, đặng cho nó bổ dưỡng cái thân này, đặng mai mốt mang long đội sừng trả cho nó chứ làm gì, phải không? Cho nên á, mình muốn làm mẹ làm cha thì trước tiên phải làm con trước, làm đầy tớ trước. Mình phải làm đầy tớ cho nó, hầu hạ nó. Một ngày nào đó nó mới cảm nhận ra rằng chỉ có tình mẹ mới thương con là vô điều kiện, lúc đó nó mới tôn thờ mình. À, còn tôi thấy bây giờ có những người phước không gây, phải không? Gây tạo tội không à. Tụ năm tụ ba hơn thua, giận hờn, nói xấu với nhau, đi làm đạo mà nói xấu với nhau, chê đứa này, khen đứa kia, thấy đứa này giàu thì bợ, thấy đứa kia nghèo thì đá nó ra sân, thấy không? À, thấy nó là cùng đinh mạt kiếp thì cho nó ngồi ngoài sân, còn cái người có chức có quyền thì đưa nó vô bàn, phải không? Thì làm vậy làm sao được? À, rồi hình tướng của mình đã biết cái thân phận của mình, cái phước của mình không có, tướng tốt mình không có, mà vỗ ngực xưng tên ha. Rồi mai mốt tới chừng mình nằm một đống đó rồi lúc đó làm sao? Vô bệnh viện mà giờ à, mình thấy mình nằm một đống đó lúc đó rồi mình còn xưng mẹ. Ủa mẹ gì kỳ vậy? Mẹ mà sao bị tai biến, phải không? Ủa mẹ làm sao bị giật con mắt? Mẹ làm sao mà dựng méo xẹo cái miệng vậy, phải không? Mẹ làm sao đi si cà que vậy? Cũng được, người ta cười mình. Phải trọn vẹn à, mình phải làm sao? Mình phải làm sao cho nó trọn vẹn. Mình không phải nói mình thánh thiện gì hết, nhưng mà ít ra mình cũng phải có một cái chút gì đó, phải không? Một chút gì đó khác hơn mọi người để cho người ta tôn kính mình. Dạ mô Phật sư. Dạ vậy con đi. Dạ. Cho nên á, tôi nói quý Phật tử, quý Linh tử nghe nè. Mình tới cái chùa đó mà ông sư phụ, mà ông thầy á, mà ông coi thường mình, ông đuổi mình ra, mình cũng lặng lặng mình ra, phải không? Rồi mà mình vô trong cái chùa đó, ông thầy mà ông cho mình ăn no tối ngày á, thôi mình cũng rình rình kiếm được mình đi, phải không? Vô trong cái chùa đó mà ông chửi, ông mắng, ông đập, ông đánh mình, thôi mình cũng kiếm được mình đi, nha. Nhưng mà mình đi tới cái chỗ nào mà ông thầy đó ông dạy mình tu, ông dạy mình sửa, ông dạy mình học, thì giờ ông có đánh mình chết mình cũng đi cửa trước, mình lòn cửa sau mình vô. Mình có đói cách mấy mình cũng rình rình mình vô, mình ngồi mình nghe, thấy không? Tại vì ở nhà mình đâu có đói, ở nhà mình đâu phải không có chỗ ngủ, phải không? Ở nhà mình có chỗ ăn chỗ ngủ sung sướng dữ lắm. Còn bây giờ cái trách nhiệm của mình tới chùa, tới cái chỗ học đạo là để nghe pháp, để tu giải thoát thì mới cần ở. Còn những cái mà cảm thấy mà nó ở nhà mình dư rồi, ở nhà mình có máy lạnh, mình không ngủ mắc gì mình vô chùa mà mình chen chúc, mình nằm ở dưới đất rồi mình phải cực khổ, mũi cắn cả đêm, phải không? Ở nhà mình thịt cá ê hề mình không chịu ăn, mình đi vô trong chùa mình ăn rau muống luộc rồi rau xào rồi đậu hũ kho rồi đồ nó chua lét, đồ nó mặn cằn mà cũng ráng ăn đó. Nhưng mà mình ăn đặng mình nghe pháp, còn ở nhà mình ăn mà mình không có nghe pháp đó, cho nên mình mới ham đi vô chùa, phải không? Đó, còn mình đi tới đó mà mình không có đi theo, mình không học được gì, đi học chi, mất thời gian. Bây giờ mình tốn thời gian ở nhà mình lo cho chồng, cho con, cho vợ, cho cháu mình, mất cái gì mà mình phải đi vô đó mình nghe những cái phiền não? Tại sao mình phải đi vô chùa mà mình nghe những cái chuyện phiền não của thế gian? Không có nên. Mình đi vô chùa mình phải nghe pháp, mình vô chùa mình phải học, mình nghe đặng mình học, phải không? Cái gì mình không biết mình phải hỏi đặng mình học, cái đó mình mới đi chùa. Chứ mình mất thời gian, bao nhiêu thời gian mình bỏ hết gia đình, bỏ vợ, bỏ con, bỏ chồng, không nấu cơm cho nó ăn, à, không giặt đồ, không lo như chuyện nhà, mà mình đi vô chùa mình nghe những chuyện thị phi, bỏ đi, đừng đi nữa, phải không? À, tôi nói, tôi thấy qua cái đợt cúng, cứ mỗi lần mà cúng mẫu cái tôi coi bây giờ thời buổi giờ hiện đại nè, coi trên YouTube nè, coi trên Facebook, coi trên TikTok nè, coi trên Zalo nè, cái lòng tôi nó buồn hiểu buồn thiêu, tôi thấy tôi buồn dữ lắm quý vị.
mỗi lần mà xem xong cái tôi buồn hiu à. Tôi thấy sao mà bây giờ người ta dễ quá, làm mẹ dễ quá, làm cha dễ quá, làm bề trên dễ, cỡ nào người ta làm cũng được. Mà tôi thấy cứ nhập lên một cái rồi đó là cứ làm lớn không, không có ai chịu làm con đó. Có mình bà mẹ mà ai cũng nói mẹ hết trơn, có mình ông cha mà ai cũng nói cha đó. Rồi tôi không biết chỗ nào thiệt, chỗ nào giả nữa, phải không? Mà mẹ về gì mà mẹ nói chuyện của thế gian không à. Mẹ nói chuyện kỳ lắm, mẹ nói chuyện ý như là ở ngoài thế gian, ta ngoài đang nói chuyện sao là lát mẹ gì mẹ nói vậy đó. Ủa gì kỳ vậy? Mẹ phải có một cái thần thái của mẹ, mẹ phải có một cái đức tính của mẹ, có một cái đức hạnh của mẹ khác để mình nói đây là mình không phải mà mình xuyên tạc ai đâu. Tôi nói thật với quý Phật tử, tôi nói cho mọi người mình hiểu, những người thương yêu Huệ Nhẫn, những người mà quý Huệ Nhẫn thì Huệ Nhẫn nói cho nghe để mình phân biệt. Mình làm cái gì cũng vậy, mình lấy cái trí huệ của mình ra mình nhìn đó. Mình nhìn chứ thật sự là mình nói ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, tôi cũng không bài bác ai hết. Nhưng mà tôi khuyên những ai đã từng biết Huệ Nhẫn, từng thương yêu Huệ Nhẫn, từng tôn kính Huệ Nhẫn thì nghe lời Huệ Nhẫn, làm ơn đi, tu sửa học và làm hoàn thành trách nhiệm của mình. Bề trên giao phó mình sao thì mình làm vậy, mình học được sao thì mình làm vậy. Đừng có làm lố, đừng có làm quá người ta cười mình, phải không? Người ta giả giả trước mặt mình á, lát gì người ta cười, người ta nói trời ơi cái bà nội đó bà giả đó, chứ bà mẹ nào về bà đó bà giả chân, phải không? Đó thì nó khổ lắm. Cho nên á, mình ráng mình cố gắng. Tôi mà chỉ cần tôi thấy ha, dạ chào cô Tâm Phúc, chào Thanh Nguyên. Tôi thấy huynh đệ của mình, chào Thiên Bình, lâu lắm mới gặp Thiên Bình nha. Chào Trần Thị Nghĩa. Tôi thấy huynh đệ mình, Phật tử mình, bà con mình, ai mà ở trong nhà mà cất được cái am, cái cốc, có cái chỗ thờ phượng ông Phật Tổ Thích Ca, ông Phật Di Đà, ông Phật Dược Sư, ông Phật Long Hoa, hay là thờ bà Quan Âm, hay là thờ mẹ Chúa Sứ, Chúa Tiên, Chúa Ngọc gì đó, hay là thờ mẫu Diêu Trì, thờ ông Ngọc Hoàng, nói chung thờ vị nào cũng được, tôi cũng quý hết trơn. Là tôi thấy những vị đó là ngang với tôi và hơn tôi chứ không có dưới tôi. Những người biết thờ vậy là những người đó là ngang với tôi hoặc trên tôi nhiều, chứ không có dám coi những người đó là dưới tôi. Tôi không dám coi mấy người đó là đệ, mặc dù những người đó từng quy y tôi, từng làm đệ tử của tôi, mà tôi cũng không dám coi người ta đệ tử. Tại vì chẳng qua là Phật Pháp Tăng là quý vị trọng Phật, trọng những cái lời nói của Phật là Pháp, trọng Tăng là những người thay Phật. Ông Phật ông tịch diệt rồi, bây giờ có quý sư, quý thầy, có tôi, trong đó có tôi, là cắt ái ly gia đoạn lìa thế tục, nương ở trong chùa, trụ trì của ngôi chùa gọi là Tăng Bảo. Thì tôi chỉ thay Phật, thay Pháp rồi thì nhận quý vị làm đệ tử là đệ tử. Đệ tử của quý vị, đệ tử là đệ tử Phật, đệ tử của mẹ chứ không phải đệ tử của tôi. Còn mình là huynh đệ anh em, chị em mình tu học với nhau thôi, phải không? Mình phải phân biệt cái vậy. Tôi trong lòng tôi nghĩ vậy đó. Còn ai nghĩ sao tôi không biết, phải không? Ai muốn coi tôi là thầy, là mẹ, là chị, là anh, là chú, là bác, thằng này, thằng kia tôi cũng chịu. Kêu tôi bằng gì cũng được. Hồi xưa giờ quý vị thấy không? Quý vị kêu tôi bằng gì tôi có giận không? Ai thương thì kêu Thượng Tọa, có người kêu Đại Đức, có người kêu chú Huệ Nhẫn, anh Huệ Nhẫn, thằng Huệ Nhẫn. Cái cỡ nào tôi cũng vui. Muốn kêu sao kêu. Tôi đâu có quan trọng quý vị là cái danh vị. Tôi không cần danh vị. Không cần quý vị kêu bằng gì mà tôi trong lòng tôi nói thiệt. Trong lòng tôi nha, tôi chỉ ước mong một điều mọi người kêu bằng thầy Huệ Nhẫn. Tôi chỉ mơ ước nhiều đó thôi. Chứ tôi không có thích mà kêu ông này bà nọ, càng kêu càng lớn, càng lên bàn thờ sớm, phải không? Càng kêu lớn càng già thêm chứ làm gì. Kêu thầy Huệ Nhẫn là ấm áp nhất. Nó thầy Huệ Nhẫn ấm áp. Mai mốt tôi có già, tôi có lên tới hòa thượng, trưởng lão hòa thượng, đại lão hòa thượng, hay là tăng chủ, pháp chủ gì, tôi cũng muốn mọi người kêu tôi bằng thầy Huệ Nhẫn. Chào Linh Phan. Nói tới nói lui bà con ơi, còn thiếu 700kg gạo nữa nha bà con. Cô Phượng mới cho 100kg nè. Rồi...
ông đạo tế cho 1 triệu, rồi ai đó hứa cho 1 triệu nữa đó mà chưa quên rồi. Cho nên là nếu mà có duyên nữa, bà con mình phụ nữa cho thầy nha. Tôi nói mọi người á, tại sao mà thầy cứ hay đi lên trên mạng thầy xin thầy xỏ hoài. Tôi nói quý vị á, đi xin đi xỏ gì nhục lắm chứ không nhục đâu. Nhục lắm á, nhiều khi á, tôi nói nè, nhiều khi có Phật tử thương không nói gì. Những người ta ham pháp, ham đạo, người ta mới đi chùa mà người ta nghèo quá trời nghèo. Có người ta nói thấy thương lắm. Nghe tin thầy thương thầy, mấy chục năm đi kiếm thầy. Mà con nghèo dữ lắm. Con muốn kiếm 200-300 ngàn cái đi chiếc xe đi lên tìm chỗ đừng thăm thầy, nhìn mặt thầy một cái rồi về có chết cũng được nữa. Nhiều người tâm sự vậy lắm. Tôi nói nhưng mà cái người giàu cũng có, người nghèo cũng có. Mà mình do mình sống làm sao đó. Mà tôi không phải cách sống làm sao, mà tôi nghĩ rằng là do tôi tin mẹ, thương mẹ, kính mẹ nên tôi đọc kinh mẹ. Mà vì cái chỗ đó là đồng cảm với những người mà thương mẹ, kính mẹ, tôn trọng mẹ, nghe kinh mẹ, cho nên người ta mới thương tôi, phải không? Cho nên tôi nghĩ vậy đó. Cho nên tôi không có dám tự đại cống cao, mà tôi cũng suy nghĩ nhờ vậy tôi đọc kinh mẹ, nhiều người nghe vậy, nhiều người thương tôi, nhiều người biết tôi, cho nên tôi lên mạng tôi xin xỏ. Nhiều khi tôi nói quý vị nghe, nhiều khi tôi live stream có nửa tiếng đồng hồ, tôi xin có nửa tiếng, tôi chịu nhục có nửa tiếng à, mà được 100 gia đình cười vui đó. Mai tôi được 100 phần quà là tôi đi phát được 100 hộ gia đình ta trăm vui. Mấy bữa nay nè, thí dụ tôi nói trường hợp của anh, của sư cô Liên Hậu đi, bây giờ trên 70 tuổi mà không có gia đình, có đâu có đi tu, mà đâu có chồng con gì đâu, rồi đâu có cháu chắc gì đâu, cái bây giờ cũng đâu có am cóc gì đâu, cái nương ở trong cái tịnh xá. Tôi nói nhiều khi cha mẹ mình bệnh, mình còn chưa có thể trọn vẹn 24/24 để lo cho cha mẹ, nhiều khi công việc của mình huống chi sư cô không có người thân, rồi bây giờ cái mình nhờ mấy sư cô khác để lo, thì cũng sư cô cũng già, không người này rảnh việc này, người rảnh việc kia. Đó, mấy cô tu chứ mấy cô cũng còn chấp lắm, người ta ham tu chứ kêu đi nuôi bệnh người ta cũng đâu chịu. Đó, cho nên khổ. Mà tôi nói cái quan trọng, cái khổ nhất là gì biết không? Đâu có tiền à, đi bệnh viện mà nói hả khu queo, không có một bạc nào hết, mấy gom lại. Vậy mà ngày hôm qua thầy xin vậy cũng được 5-6 triệu đó, cho nên được, cũng giải quyết được một mối. Tôi nói mấy vị biết không, 5-6 triệu nhiều khi mình giàu nha thì mình thấy nó không có đáng gì hết á. Nhưng mà đối với người nghèo, mình đi vô bệnh viện á, người ta kêu ứng 5 triệu. Mình không có 5 triệu ứng là tôi nói thiệt với mấy cô á, không biết ai có từng gặp cái hoàn cảnh này chưa, nhưng Huệ Nhẫn đã gặp nè. Mình đi vô bệnh viện, mình nằm mình cấp cứu đó, mà người ta kêu á, ứng 5 triệu, mình không có tiền ứng, người ta để hoài. Hỏi cái gia đình người đó đâu, cái là có gia đình không dám lên tiếng. Bây giờ kêu á, ứng tiền, có tiền đâu ứng. Hỏi gia đình của bệnh nhân đó thì im re, là để hoài. Ở cái ngộ lắm, cái cuộc đời này nó, cái tình thương của mọi người nó ngộ lắm. Nó không có giống như mà mình tưởng là mọi người phải thương yêu nhau, giùm giúp nhau, không có. Phải có tiền, đóng viện phí rồi đó, ứng viện phí rồi thì bác sĩ bắt đầu mới lại lo cho mình. Còn không đó hen, là nó để nằm đó. Còn có nhiều dữ lắm đó, khi mà bệnh dữ lắm là nó lấy cái chai nước biển mà không biết chai nước biển gì nữa. Không biết chai nước gì đó, nó giả bộ nó lại nó ghim vô nước biển cho mình vậy thôi, chứ không biết cái chai đó nhiêu tiền. Mà tôi nghĩ đó, chắc đó cái chai nước biển mà thường là mấy chục ngàn, nó làm cho có. Tôi nói cho nên cái đời tu của tụi tôi khổ lắm quý vị. Bản thân Quỳ Nhẫn vậy, tôi nói nhiều khi á, mình và mình làm tùm lum tà la, có những lúc đi bệnh viện không có đồng nào. Như đợt rồi tôi nói, mấy đợt trước đi bệnh viện mấy lần có cô Tâm Phúc đó, thì nói mỗi lần cái thấy tội nghiệp lắm. Cô Tâm Phúc cho vài triệu cái thầy đi khám bệnh. Vì chứ cái đợt rồi, đợt trước á, thầy đâu có dám nói ai. Đi làm trời xui đất khiến sao đi vô lấy thuốc. Nó nói 15 triệu tiền thuốc 2 tháng. Trời ơi, tá quả giữa thành phố có quen ai. Cũng may có quen dì Út. Điện dì Út liền đem qua cho mượn. Nói, trời ơi, mình đi khám bệnh, mình nghĩ trong túi mình chừng 5 triệu 3 triệu thôi. Ai về đâu á, tiền thuốc không mà 15 triệu, tiền khám 2 triệu tư, nó là 17 triệu 500 ngàn. Đó. Tôi nói bây giờ mà mình mà nghèo khó, mà cũng khổ nữa, chứ đâu phải là dễ đâu. Đó. Cho nên nhiều khi á, Quỷ Nhẫn cũng chai cái mặt,
lì cái mặt một chút đó, quỷ nhẫn sinh. Tôi nói giống như hổm đợt rồi đó, là sinh quà rồi, hồi đợt bữa trước động thổ mà bữa vừa rồi, hình như là bữa 19 vừa rồi á, cũng sinh rồi, sinh 200 phần quà cúng dường cho tăng ni rồi. Mình cũng phát nguyện, tôi nói quý Phật tử thương, tôi giái, tôi ra tôi giái mẹ, rồi tôi lại Phật, con sinh với mười phương tam bảo được rồi, xong rồi cũng ra sinh với mẹ là thôi chuyến này chuyến chót nha, tới Tết á, tới gần Tết con mới sinh nữa, chứ con không sinh nữa đâu, con sinh riết con quê quá. Là tại vì tháng vừa rồi mình phát tất cả là 500 phần rồi, mình tháng vừa rồi là phát 500 phần quà, 400 phần quà cho tăng ni, 100 phần quà cho người nghèo, rồi chưa nói là ở dưới các tỉnh là mình cũng được 100 mấy 200 phần, giống như ở dưới xã Mỹ Quý của tháp 10 là 50 phần, rồi ở dưới chợ gạo rồi này kia rồi là thầy cũng phát rồi 100 phần, rồi ở dưới An Nhất Đất Đỏ cũng 100 phần là thầy phát rồi hết rồi. Là thầy nghĩ là từ bây giờ là không có sinh nữa, thôi để tới Tết mình sinh. Nhưng mà nói cho quý vị nghe là bây giờ không biết ở chỗ mọi người sao, chứ chỗ vùng núi của thầy lúc này khó lắm, khổ lắm. Riêng bản thân thầy thì không có khổ, không có khó. Thật sự mà nói trong chùa thầy nhiều không có, chứ 100 ký gạo lúc nào cũng có. Rồi á, nước tương, dầu ăn, bột ngọt, rồi thậm chí rau cải thầy trồng vòng vòng cũng có nữa. Bây giờ mà có đóng cửa lại nửa năm mà thầy ăn cũng không hết. Nhưng mà chung quanh khổ lắm, chung quanh khổ lắm. Hết người này khổ tới người kia, mà đặc biệt thương nhất là quý sư, quý thầy. Bệnh hoạn cái là không có tiền mua thuốc. Bây giờ có cái bảo hiểm đi, nhưng cũng phải ứng tiền. Bảo hiểm người ta đâu có lo hết cho mình. Những cái bệnh bình thường á, cảm sổ mũi nhức đầu đồ này kia đầu á, thì có thuốc. Nhưng có những cái bệnh ác nghiệt là phải tốn tiền. Vì cái chỗ đó thầy chịu không được, thầy lại tiếp tục chai mặt, tiếp tục hạ mình xuống nữa để xin. Dạ cảm ơn cô Thúy Lê ủng hộ 100 ký gạo nữa, như vậy còn thiếu 600 ký nữa mọi người nha. Vậy là được 1.400 ký gạo và 200 thùng mì. 1.400 ký gạo, nhưng mà thật sự đó có hai vị cúng có 1 triệu, và còn thiếu là 100 ký gạo là 1.300.000 đó, 1.400.000 đó, mà đưa có 1 triệu à. Gạo hôm nay 14.000 nha quý vị, chứ không có, thầy không có mua gạo rẻ được. Tôi nói mọi người thương á, tôi nghèo nghèo thiệt, chứ mọi người nói tôi chảnh thì tôi chịu. Chứ tôi trong bụng Huệ Nhẫn nha, Huệ Nhẫn nói lâu lâu cho, thôi thì mình ráng một chút. Tôi nói bây giờ người ta nói thầy mua cái thùng mì Coconi gì đó, Cocona gì đó, thì nó 72.000 ha, mà thầy mua gấu đỏ là 77.000. Thầy nghĩ là, mà thầy hỏi là sao mà cái Coconi đó nó 72 mà gấu đỏ là 77, thì nói là Cocomi thì nó cái gói nó nhỏ hơn, nó ít mì hơn, mà nó không ngon bằng gấu đỏ. Cho nên thầy ngồi thầy suy nghĩ, thôi bây giờ mình lâu lâu mình cho, mà mình mua cái rẻ ăn chi, thôi mình thêm có 5.000 nữa mình mua cái thùng mì cho nó xứng đáng. Rồi gạo cũng vậy, thầy ra thầy hỏi bây giờ gạo á, tại vì á thầy mua gạo là nó khác người ta, là mua gạo phải vô trong cái bao á, cái bao mà để chuyên gạo, để người ta vô 10 ký rồi người ta may lại đó. Cho nên thầy mới nói rằng á, bây giờ là phải mua cái làm kỹ lưỡng vậy đó. Rồi thầy hỏi bây giờ cái gạo mà gạo cũ á, gạo nở á, thì 13.000. Mà gạo mà ăn được một chút đó, nó cũng mềm mềm, nó cũng nở nở. À, rồi nó cũng mềm mềm, nó thơm thơm, nó tốt tốt, nói chung là gạo tốt tốt mà nó không có bị mối mọt đó, là 14.000. À, thì thầy, quý vị thấy không? Bây giờ thầy mua mắc một chút mà nó chất lượng. Cho nên thầy quyết định thầy mua gạo 14.000 ký. Chứ gạo 10.000 cũng có. 10.000 thì nó đen thui à, mà nó móc không à, nó không phải móc, nhưng mà là cái gạo như nó mọt, nó lâu năm, nó lâu ngày á. Rồi có 10.000, 12.000 cũng có. Nhưng mà lương tâm mình nó cắn rứt quá. Tại vì mình nhiều khi mình mua về cho quý sư, quý thầy nấu cơm rồi trưa cúng ngọ phải dâng lên 3 chén cơm cúng Phật đó. Mà mình thấy chén cơm mà nó đen thui, nó nở qua, nó cứng ngắt rồi làm sao mình thấy mình cũng xót ruột.
mình ăn mình còn muốn ăn ngon, huống chi mình cúng mà mình cúng nó dở quá. Cho nên mọi người đồng ý không? Hôm nay thầy tâm sự ra là tại sao thầy mua hơi mắc hơn người ta một chút. Đó là vậy, cái nguyên nhân vậy. Cái nguyên nhân, cái thứ nhất, đối với thầy mà cho mì gói á, mì gói của thầy cho là phải mì trong hãng mới vừa sản xuất trong vòng một tuần. Đó, chắc chắn một điều 100% là vậy. Chứ mì mà sản xuất một tháng rồi là thầy không mua. Tại vì mì nó có 6 tháng à. Mà bây giờ mà mình đem về mình cúng dường nữa là còn có mấy tháng, mà ví dụ cái cốc của quý sư đi, một thùng 30 gói, một ngày ta ăn có một gói à, mà nhiều khi 2-3 ngày mới ăn. Rồi bây giờ mà mình mì mà để hàng tháng 2 tháng rồi cái là nó về nó hết hạn sao ăn. Cho nên thầy phải điện thẳng ở đại lý mà thầy dặn là phải mua công ty, xe công ty chở xuống mà một loại mì giống nhau thầy mới mua. Chứ không có tạp nhạp là cái loại này, loại kia, sản xuất ngày trước, ngày sau, mì cũ, đồ dòm vô là thầy không mua. Thà mắc hơn 1.000, mắc hơn 2.000 thùng mà thầy mua như vậy. Cho nên á, quý Phật tử thấy nhiều khi thầy vận động á, là thầy nói tại sao cái mì với gạo nó tốt hơn một chút. À, thầy cảm ơn cô Linh Phan. Linh Phan ủng hộ 1 triệu đồng. Thầy cảm ơn nhiều nha. Chị nói tiếp. Dạ. Như vậy là khoảng 500 ký nữa nha. Bà con mình tùy duyên nha. Có gì không cán bộ? À rồi, nói chuyện sư tính bình thường thì không sao cả. Cứ nói đi, mình live stream không có gì. Phát lương cho sư tính là vậy? Dạ, phát lương cho sư tính. Chào cô Khô, Râm Nguyễn, chào Ngọc Liễu. Cô ông Khuyên đã mới... Cô Khuyên à? Như vậy là được gần 500 ký rồi đó nha. Thêm 500 ký nữa thì được. Thằng Bảo hả? Dạ. Bảo này tới tuổi nghĩa vụ đây hả? Diệp Minh Khánh. À, Diệp Minh Khánh nó đi mất mẹ rồi, đâu có ở đây nữa đâu khai. Cho nó qua đi. Ghi là nó trốn nhiệm vụ rồi. Nếu mà như vậy thì bên xã đội nó cắt khẩu. Thì được quyền. Nó không ở đây rồi thì khỏe rồi. Nhưng mà ở trong đây vẫn còn ghi là cái này là đi lên trên sư Minh Tâm chứ không phải là ở đây. Hộ khẩu nó trên kia. Hiện nay đang ở ông Lưu Hiếu Anh. Ừ, không, đây cũng trả lời là không có ở đây. Trâm Nguyễn 500 ký hay là 500 ngàn con? 500 ký luôn phải không? Sư. Có ăn được không? Ăn đi mời. Trâm Nguyễn còn 500 ký cho luôn hay gì con? Sư Tỉnh ơi. Rồi, cô Nguyễn Thị Phượng thêm 50 ký gạo nữa. Là 150. Rồi, còn 450. Chứ thằng nhỏ đấy con bé. Còn 450 ký nữa mọi người nha. Rồi, bữa nay vui miệng thầy tâm sự hết rồi. Tôi nói trước nha, cái này là thầy nói là nói chung với những người thương yêu Huệ Nhẫn thôi, còn những người không thương Huệ Nhẫn không có dám nói nha. Cho nên là mà mọi người Huệ Nhẫn cũng không có nói ai. Râm Nguyễn gửi 1 triệu nha thầy. Rồi như vậy là còn lại 400 ký nữa nha mọi người nha. Cứ tính ơi, từ từ. Chạy ý tính sao không có lý gì hết, hỏi thôi. Để ý sư tính sao hộ khẩu nó nằm ở trên sư Tâm mà. Ừ, đó thì con biết sư Tâm, nhưng mà bây giờ sư Tâm mất mắt rồi. Nhưng mà trong đây nó ghi nè, hiện đang ở nhà ông Lưu Hạnh. Là ý sư thế nào, sư có đăng ký dùm nó hay không, hay là cắt khẩu? Hỏi chính sư á. Mà bây giờ là cái vấn đề này là sao? Vấn đề này thì nhà sư kêu cái... sư phải bảo lãnh, kêu nó về đăng ký. Không bảo lãnh hết. Nó như giờ nó đang ở đâu, cái chỗ mà của bên chỗ ông Ngọc rồi. Chào Hằng Nguyễn. Ngọc đây nè, cái chỗ ông Ngọc thờ hồ mà làm Ngọc Vinh á, cái đường cái chỗ của ông Bịch sao á.
Nó ở đâu bên đó đó. Khu đó đó nghe nói nó vô đây, vô đó là chàng. Còn 400 kg nữa nha mọi người, ai thương đóng góp tiếp. Hiện tại bây giờ là chỉ có đi đăng ký dùng thôi. Người thân đăng ký dùng nhưng mà chưa chắc có đi không phải không? Đúng rồi. Nghĩa là mình ghi trong đây ghi là huynh đệ gì đó. Tại vì nó không có anh chị em gì hết. Dạ, chào Hằng Nguyễn. Phải mới cao không? Bây giờ nó đang làm gì ở đâu? Nó đi học nghề, đang học nghề sửa xe đó mà biết nó ở đâu. Đấy. Nó đâu còn ở đây nữa đâu. Bây giờ bảo lãnh cho nó cũng khó quá, có chuyện nào nó kêu mình cũng mệt. Ý sư như nào còn bây giờ không có chuyện với ai, bây giờ đâu có chuyện nữa, bây giờ trước giờ nó đang ở ngồi nhà sư. Bây giờ nếu mà sư mà phái thác thì con sẽ làm một cái tờ đơn là cái bản gọi là cắt khẩu. Mình muốn là nó mất khẩu ấy luôn. Tội nghiệp nó. Mất khẩu đây thì sư cũng đâu, nó đâu có nằm một khẩu, sư đâu nằm một khẩu trên núi mà. Thì nó cắt hết. Chỉ là con muốn nói như vậy đó. Thì thôi cho nó con đường sống đi nha. Bây giờ ấy thì thôi giờ cứ ấy gì đi rồi cũng còn liên hệ với nó được. Thì đó. Liên lạc với nó thì con nha. Mấy hồ sơ đang ở bên của sư cung cấp như thế này được. Thì đó. Nè. Được 600 kg rồi nha mọi người, 1600 kg rồi. Còn 400 kg nữa mọi người nha. Bữa nay là 29. Bữa nay là ngày 29 là ngày có ghi đó. Ngày sám hối à. Tháng này không có 30. Cho nên hôm nay làm phước là phước nhiều lắm đó nha. À cô Tâm Phúc ủng hộ 850 kg. Một Phật tử giấu tên ủng hộ 100 kg là 950. Một cô Phật tử Kenny Nguyễn ủng hộ 50 kg mà tới giờ cũng chưa gửi tiền là một tấn rồi, nhiều khi cô quên hay sao ấy, chưa thấy là một tấn rồi. Mấy bữa nay là ông Đạo Tế ở Cần Thơ ủng hộ 1 triệu nha. Rồi cô Phượng ủng hộ 150 kg là 250. 250. Trâm Nguyễn ủng hộ là 500 nghìn là thôi cho 50 kg luôn đi là 300. Cô Linh Phan ủng hộ 1 triệu, 1 triệu là gần được 100 kg đó. Là 500 là mấy trăm ta. Rồi cô Thúy Lê ủng hộ 100 kg. Cầu trời khẩn Phật ha, cho được thành tựu nha. Chào cô Loan Bến Tre. Buổi trưa lại chim buồn không có tụng kinh vậy mà cũng đạt được thành tựu nha. Chèo thiền buổi tre buổi trưa này cũng có lý à, được à. Cũng quý quá. Phật đản năm nay thì cũng làm sơ sơ. Có nhiều làm nhiều. Ai đóng góp gì thì làm đó. Tiền thầy đã nhận được tiền của Linh Phan ủng hộ 1 triệu qua rồi nha. Thầy cảm ơn nha. Dạ cảm ơn cô Tâm Phúc nhiều. À tối nay thầy mới đọc kinh nha, còn giờ tại vì thầy ở bên cốc á không có dụng cụ. Để tối đi, tối thầy đọc kinh. Còn giờ thầy chỉ buồn quá, bữa nay cũng hơi lòng cũng được thoải mái cho nên lên tâm sự với mọi người. Thầy cũng tưởng là trưa này mọi người bận chứ không có ngờ là lên cũng đầy nhiều quá nhiều. Nhưng mà tối đi ha, bữa giờ chỉ tâm sự nỗi lòng của mình thôi. À, nãy giờ lướt Facebook, lướt TikTok, rồi lướt YouTube.
thì coi cũng thấy vui vui. Năm nay dịch hết rồi cho nên các nơi tổ chức cúng mẫu cũng hoành tráng, chỗ nào cũng làm hoành tráng. Thì có những người quen quen của Huệ Nhẫn rồi làm những cái điều mà nói chung là thấy hơi hơi ngứa ngứa con mắt bên phải, sớm sớm con mắt bên trái, thấy không, là giật giật cái miệng. Cho nên mới tâm sự thôi, chứ còn bình thường cũng không có nói. Huệ Nhẫn hồi xưa giờ quý vị biết là mấy chục năm mà Huệ Nhẫn có dám nói ai làm gì làm, Huệ Nhẫn không dám nói. Mà giờ mình thấy cuộc đời bây giờ mà mình không nói thì tội nghiệp. Mình mà không nói rồi mọi người tưởng vậy là hay, rồi cái sẽ bị ảnh hưởng gì sao? Học lái xe, học sửa xe. Sửa xe đây. Cho nên ráng cố gắng nói vài câu, cho nên mọi người mà thương thương nha. Thể ai thương Huệ Nhẫn thì sửa, có sai thì sửa. Còn thể ai làm trúng thì thôi. Chào Lê Ngọc Phong. Đó, xã Phước Hoàng. Nó làm trịnh chứ. Xã Phước Hoàng. Tân Phước hả? Ở phường Tân Phước. Phường Tân Phước luôn. Alo. Alo. Chào Trà Hoa. Rồi. Hy vọng giờ tới tối mọi người nghe được cái tâm sự của Huệ Nhẫn rồi mọi người đóng góp nha. Con sẽ ghi thầy là anh nha, cho nó dễ. Thì cũng ghi phụ sư hoặc là chú gì chứ thầy dừng anh. Ghi sư phụ nha. Sao hạ thấp dữ vậy? Đẩy cái này nó không như ở trong kia. Cảm ơn Trà Hoa. Có duyên thì sẽ gặp à. Ta ghi khéo là ta ghi là người đỡ đầu á. Người chú đi ha. Đi sư phụ mẹ. Thì biết rằng lại trong văn bản nghệ này nọ là như thế nó hợp lý chút chứ. Chứ tên gì? Ký cái đó tên. Đó là để là người đỡ đầu được. Tại vì nó ở chùa thì có người đầu chứ đây à. Đúng rồi, ký cái đó ký ở trên ghi họ tên dưới. Người nuôi dưỡng đỡ đầu nó không cho anh nữa. Đúng, không cho. Nuôi dưỡng cái dân của nó là người nuôi dưỡng. Có số điện thoại ra nữa, nào có gì liên hệ. Dạ, nó đi lông bông biết nó đâu còn tiền. Giờ mình không có cái tâm mình chắc nó thì nó không còn nghiệp cho nó. Nếu mà cái nào không có này là bắt buộc là bên xã đội nó chuyển qua công an, là không có đại phương là nó cắt. Nói chung trong chuyến công tác từ thiện nào mà gặp cô Tâm Phúc mở hàng hoặc là cô Tâm Phúc vỗ tay đồng ý là thầy thấy cái chuyến từ thiện đó hay là chuyện Phật sự đó là hoàn thành 98%, nhiều khi 100%. Cho nên thay mặt đạo tràng chùa Minh Viên, Huệ Nhẫn cảm ơn cô Tâm Phúc rất là nhiều. Người mở hàng đầu tiên là 150 thùng mì và 850 kg gạo là thấy ngon lành hen. Bà con mình ai phát tâm thì nhìn thấy chỗ cái Amata của thầy đó, trên đó có cái danh thiếp của chùa Minh Viên đó. Rồi mọi người tài khoản thầy vừa báo là cô Tâm Phúc đã chuyển 850 kg gạo 12 triệu đồng vô rồi. Thầy cảm ơn cô Tâm Phúc nhiều nha. Thầy vừa nhận 850 kg gạo của cô Tâm Phúc rồi á, thầy cảm ơn cô Tâm Phúc nhiều. Cứ mỗi lần mà mọi người đồng lòng, người ta nói một con vỗ cánh cả đàn bay theo. Thôi, Huệ Nhẫn cũng ráng cố gắng vỗ cánh cho mọi người theo, phải không? Nhờ phước của ni sư, phước của quý cô, Huệ Nhẫn ăn theo thôi. Huệ Nhẫn là người đưa đò, người làm giùm cho mọi người. Cho nên những cái Phật sự nào mà nói thiệt không phải nịnh cô, chứ mỗi một lần mà thầy làm cái việc gì đó hen, mà thấy cô mà vô cô ok một cái là thầy thấy rồi, việc đó chắc cú à.
sáng giờ uống chục ly trà mà làm được nhiều việc đấy chưa. Còn khoảng 400 ký gạo nữa bà con mình, ai thương thương ha, ai thương thương mình cứ người vài chục ký nữa là ok. Kệ, mình ăn hết, ta ăn còn. Chỉ hết tháng trả tiền là đầu ngày trả tiền 500 là được rồi, triệu bắt cái chân luôn, tháng hay tháng gì bắt tặng luôn đó. Đó về mình phải mua cái bồn bỏ lên cho người ta, nếu mình cho người ta thuê rồi cái dọn dẹp này nọ rồi bắt cái chân tháng hai tháng gì á, tháng 1 triệu. Ta đang nghe ta mới đi bữa nay là 29 tháng 3 âm lịch, nếu mà không nhuần ở 2 tháng 2 thì bây giờ là 29 tháng 4 nha quý vị. Dạ, chuẩn bị là Tết tới nơi đó, qua mùa Phật Đản là tới mùa Vu Lan, mua qua mùa Vu Lan là tới cúng mẹ là tới Tết đó. Chào Tuồng Cổ Tân Hòa. Tuồng Cổ Tân Hòa này là ai vậy ta? Bởi xứ mình nó gì nè, tôi cũng đang ở Tân Hòa nè. Tôi cũng đam mê Tuồng Cổ nè, mà không biết Tuồng Cổ Tân Hòa là ai ha. Chào Bình Đòn, chào Đăng Quang. May làm bác rồi. Buổi trưa mọi người cũng có thời gian lên nghe Quỳ Nhẫn tâm sự ha. Mọi người ơi, nếu mọi người có thời gian thì ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch tranh thủ về chùa Minh Viên dự lễ Phật Đản nha. Ngày đó thì chùa Minh Viên có tổ chức cho 30 sư đi bát, bưng cái bát đi khất thực theo cái hạnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hồi xưa đó. Khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tu học đó, chứng đạo quả thành vị Phật rồi thì mỗi ngày người dẫn một tăng đoàn ôm cái bát đi khất thực. Tôi nói hồi xưa á, Quệ Nhẫn đi tu á, ba má nhất định không có cho đi tu. Rồi á, mình muốn biết là cái lý do gì á mà không cho đi tu. Sau này má mới nói, má nói đi đây đi đó, dòm thấy mấy ông sư á bưng cái bát đi khất thực, đi xin ăn á, thấy khổ quá. Nhà mình cũng không đến đổi gì ráo mà con mình đi tu phải bưng cái bát đi cất thịt, má xót quá cho nên không có cho đi tu. Ở dưới quê mà người ta đâu có biết rằng là mỗi cái nhiều cái pháp môn, có người thì bưng bát, có người thì ở nhà. Chào Kim Định, chào cô chủ Kim Định. Cho nên là, nhưng mà cái hạnh của người xuất gia ôm bát đi cất thịt là chánh pháp. Nếu mình tu hành mà mình á, ôm được cái, nhưng mà thời buổi bây giờ hiện đại, cuộc sống bây giờ nó tân tiến, cho nên giáo hội không có cho quý sư phải ôm bát đi khất thực. Vì bây giờ á, nó biến tướng nhiều. Cái người tu thiệt á, mà đi khất thực á, thì ít, mà người giả danh á, thì nhiều. Ngày xưa quý sư đi khất thực là có cái khung giờ, thí dụ từ sáng sớm mình đi quá duyên tới đứng bóng rồi mình ngưng lại. Nhưng mà đi quá duyên á là mình chỉ nhận thức ăn vật uống á, chứ không có nhận tiền. Còn bây giờ đi quá duyên chủ yếu á là nhận tiền á, một ngày rất là nhiều tiền, nhiều hơn người ta đi làm. Một ngày mình đi phụ hồ, mình đi làm ngày có 400-500, nhưng mà cái người mà đi quá duyên khất thực bây giờ một ngày vài triệu. Cho nên nó sai với chánh pháp, sai với chánh pháp, cho nên giáo hội không có cho, không có cho đi khất thực nữa. Nhưng mà cái người đệ tử Phật của mình á, phải nhớ cái ân đức của người xưa. Bởi vì Huệ Nhẫn á, là đệ tử của Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Hải, là tăng trưởng giáo đoàn 6 bên hệ phái khất sĩ. Cho nên á, một năm ít nhất
cũng phải tổ chức đi khất thực một lần. Để làm chi? Để nhớ ơn Phật, nhớ ơn thầy tổ của mình. Mình tái hiện lại cái tăng đoàn hồi xưa. Hồi xưa mình nhìn thấy sư phụ mình, thấy mấy sư chú, sư bác á, quán y, bưng bát đi khất thực, mình thích. Từ cái chỗ đó mình mới đi tu. Mà bây giờ cuộc sống hiện đại bây giờ người ta không cho mình đi khất thực. Thì bây giờ á, mình có chùa, mình khất thực trong chùa của mình, bằng cách là mình hướng dẫn Phật tử của mình nấu những thức ăn, vật phẩm, vật uống, rồi mua những cái đồ cần dùng cho quý sư, quý thầy. Cái ngày khất thực đó, mừng cái ngày khánh đản, tức là cái ngày đản sanh, mà nói như người thế gian đó, là cái ngày mà chào đời, cái ngày sinh nhật đó, mình tổ chức. Thì bây giờ lại tổ chức cái ngày, ngày đó để mình gieo duyên cho Phật tử nhớ rằng à, trong đạo Phật của chúng ta có mấy sư bưng bát đi khất thực, đó là chánh pháp. Chứ nhiều khi rồi á, mình cứ nghe nói là cấm đi khất thực, cấm đi bát, mai mốt Phật tử mình đi ra đường mình thấy mấy sư mà bưng bát đi, cái mình nói mấy giả, hay là mình cho những cái lời xúc phạm. Cũng đúng, đạo Phật mình là phải đi bát, nhưng mà tại vì nhân hư đạo bất hư, người làm hư chứ đạo không có hư. Đạo chánh pháp của người ta là phải đi đi khất thực quá duyên để nuôi thân. Còn á, bây giờ người ta biến tướng, cho nên vì cái lẽ đó giáo hội chấn chỉnh. Thì ngày mùng 9 tháng 4 này, Huệ Nhẫn chùa Minh Viên sẽ tái hiện lại cái hạnh của tăng đoàn, tăng đoàn đi khất thực. Mặc dù mình làm một buổi thôi, nhưng mà để cho Phật tử hiểu rằng à, trong đạo Phật chúng ta có cái pháp môn này. Chứ nếu mà mình không làm, năm 10 năm sau, một thời gian sau, chúng ta quên mất đi. Chúng ta quên trong đạo Phật chúng ta là có cái hạnh của quý sư phải bưng bát đi khất thực. Cho nên là hy vọng rằng ngày mùng 9 tháng 4 này, quý Phật tử mình có thời gian tranh thủ về chùa Minh Viên. Trước là mình làm giữ cái lễ tắm Phật, sinh nhật Đức Phật. Rồi sau đó chúng ta cũng dự lại cái buổi cổ Phật, quý sư đi khất thực. Có ngày giờ phút đó mình gieo duyên với Tam Bảo. Ai có trái xoài cúng trái xoài, ai có trái bắp cúng trái bắp, ai có bịch chè cúng bịch chè, ai có cái món ăn vật uống gì dâng lên cúng. Rồi ai muốn cúng 5.000, 10.000, 100.000 gì tùy theo khả năng của mình, có cái gì mình cúng cái đó. Mình đường xa tùy theo duyên, mình nói là tùy theo phương tiện. Cúng tiền không cũng không đúng, mà cúng thức ăn vật uống không cũng tội nghiệp cho cái người ở xa, người ta đâu có chuẩn bị, cho nên người ta cũng phát tâm vô duyên. Thì thôi kệ, thầy cũng tạo cái điều kiện, và đặc biệt là phát 200 phần quà cho bà con khó khăn, để giống như người ta ở ngoài á, bà con mình ở ngoài đời á, tới ngày sinh nhật á, mình đi đặt nhà hàng 50 bàn, còn không ở nhà mình nấu 50 bàn, mình mời 100 khách ăn chơi ca hát nhậu nhẹt múa hát, mình vui vẻ. Bị ngày mà sinh nhật là ngày trọng đại vui vẻ mà. Còn cái người con Phật, người linh tử Phật, người đệ tử Phật nhớ ngày sinh nhật của ông Phật, thì mình cúng dường Tam Bảo, mình cúng dường cho tăng ni, những người mà theo con đường của Đức Phật. Hoặc là mình đem cái tình thương, bị đạo Phật là đạo từ bi bác ái, mình đem cái tình thương của ông Phật, mình phát quà cho những người khó khăn hơn mình, bất hạnh hơn mình. Thì bữa đó mình phát cho 200 hộ dân nghèo, 200 người, 200 gia đình sẽ được vui. Người ta nói à, ngày sinh nhật ông Phật mình được quà của ông Phật. Còn người Phật tử của mình, à, ngày sinh Phật, ngày sinh nhật của ông Phật mình được hùng phước để giúp đỡ bố thí cho người nghèo, phải không? Mọi người mình có phước hết. Nói tới nói lui là được 600 kg gạo, 1.600 kg gạo rồi, còn 400 kg nữa mọi người nha. Cảm ơn Nghĩa Nguyễn, cảm ơn Tuần Cổ Tân Quà, cảm ơn Minh Anh Phan. Chà, buổi trưa mà live stream vậy thì cũng đông lắm, mà nãy giờ cũng hàng trăm mà, nãy giờ hơn trăm mà.
cũng nhiều à. Vậy là Huệ Nhẫn cũng còn nhiều người thương đó. Tôi nói quý vị thấy không, đâu phải già rồi là mất duyên đâu, đâu phải già rồi là mất phước đâu, đâu phải tụng kinh mẫu mà người ta ghét đâu, phải không? Đâu phải nói chuyện tào lao vậy mà người ta không ưa đâu. Cũng có chứ, trong cuộc đời này mà trăm người ghét thì cũng vạn người thương, phải không? Có người ta cũng thích kinh mẫu, có người cũng thích kinh Phật, có người cũng thích Huệ Nhẫn, có người cũng không ưa Huệ Nhẫn. Những người nào mà người ta không có duyên thì người ta không có ưa. Còn những người nào mà ở kiếp trước á, là mình sống tốt, mình biết bố thí, biết phóng sanh, biết cúng dường, thì bây giờ người ta nhìn lên, người ta nhìn thấy mặt Huệ Nhẫn dễ thương, có duyên, có căn, có phần. Giống như là có người nói trời ơi, lâu quá rồi kiếm được thầy Huệ Nhẫn, nhìn được thầy Huệ Nhẫn phúc hậu dễ thương sao đâu á. Là tại sao? Những người đó là nhiều đời nhiều kiếp, là bà con thân thích quyến thuộc với mình, thấy không? Còn những người mà gặp cái trời ơi, nhìn cái mặt ông nội đó trần dần, cái mặt bự, cái mặt cái mâm, không có thương, nhìn thấy ghét, ăn nói gì tùm bậy tùm bạ đó, là những người đó là cù quán với mình. Kiếp trước mình không có giúp đỡ người ta, người ta không có mang ơn mình, cho nên ta không ưa mình, cho nên trong cuộc đời này mình cũng không có dội buồn. Rồi á, bây giờ người ta không ưa mình, người ta không thương mình, thì mình làm sao mà cho người ta thương mình, người ta quý mình mới là tốt ha. Bởi vậy mình sao bỏ cái mối thù ha, mà mình tạo lại được cái phước duyên ha, cái thâm tình mới là phước ha. Mình làm sao như vậy chứ không phải người ta ghét mình rồi mình ghét lại người ta, cứ như vậy cứ cù quán, cứ nói dòng không có. Cho nên á, cả cuộc đời này Huệ Nhẫn có phát nguyện rằng lúc nào con cũng phát nguyện, con cúi mặt xuống mà đi, con khiêm cung một chốt, con hạ mình một chốt, ai giỏi thì con nhường cho người ta giỏi, ai thắng thì xin nhường cho người ta thắng, ai khôn thì nhường cho người ta khôn. Cho nên Huệ Nhẫn thấy không, tùy cái duyên cha mẹ đặt. Giờ mình ra một cái đám đó, cho nên á, tùy theo cái duyên hả, chứ mình cũng không dám hỏi thầy lợi nhuận ở Tân Hòa mở tỉnh nào còn dùng cổ Tân Hòa ở An Giang, chúc thầy được nhiều may mắn. Dạ cảm ơn. Tuồng cổ Tân Hòa có duyên thì mình gặp hang. Cái thương hay cái ghét đều là cái duyên. Nếu mà kiếp này mình nhường nhịn nhau, mình thương yêu nhau, mình quý trọng lẫn nhau, thì kiếp sau mình gặp nữa mình vui vẻ tiếp. Còn nếu kiếp này mình cứ hơn thua, mình nói xấu lẫn nhau, mình ganh ghét, thì cái dây mà quan tương báo nó sẽ kéo hoài, gặp không ưa. Thí dụ như những người mà người ta có căn mẫu, người ta có căn đồng lính số hả, người ta mà thương mẹ, cái người ta nghe được kinh thầy Huệ Nhẫn, người ta nói trời đất ơi, con đi kiếm mấy chục năm trời, con nghe được cái ông thầy tụng kinh mẫu, con quý, con thương, sao thầy ơi, thầy đêm nào con cũng mở bên tai con nghe á thầy. Có người nói trời ơi, nhờ thầy mà đêm nào con cũng ngủ ngon, đêm nào mà không nghe thầy tụng là con ngủ không được. Đó là những người căn cha căn mẹ, người ta ở nhiều đời nhiều kiếp, ta gieo vào cái hạt giống linh tử rồi, cho nên á, người ta nghe kinh mẫu người ta phá dữ lắm. Còn có những người ta trời đất ơi, chưa đủ tàn mạc sao mà cứ ngày tối cứ bắt kinh nghe tụng tối ngày, riết là tàn mạc đó. Cái những cái người đó là cái nghiệp người ta nó nặng quá, cái nghiệp ta nặng quá mà cái phước ta không có, ta không thích. Bây giờ tụ lại hát karaoke, giọng cổ, nhạc blues, nhạc rock, nhạc đồ người ta chịu, giật nhạc đồ vũ trường đâu người ta chịu, mà bây giờ kêu người ta nghe kinh ta không nghe. Tại vì sao? Cái căn số của người ta là cái cung khác rồi, cái cõi khác rồi. Mình không dám nói người ta là tốt hay xấu, nhưng mà người ta nói ở cái cung cái cõi khác rồi, người ta không thích nghe kinh đó. Cho nên có những người vào thầy live stream vậy nè, vài chục người ngồi nghe, cái đó là biết sao không,
là huynh đệ thầy trò mình có nhiều đời nhiều kiếp rồi, mình giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau ở nhiều kiếp rồi. Bây giờ Huệ Nhẫn nói mọi người lắng tai nghe, không chịu đi ngủ. Còn có những người, người ta không có duyên với mình, người ta nghe chút xíu người ta mệt mỏi quá thôi tắt đi ngủ, nghe ông nội này tụng tùm bảy tùm ba nó nhảm thêm, phải không? Cho nên cái duyên, cho nên cái duyên nữa thì còn 400 kg gạo nữa mọi người nhớ ủng hộ giùm, cảm ơn nhiều. Người ta thì đi nhổ cỏ cuốc đất, cô Phượng cô Yến thì mỗi ngày phải đi vô gì đó nhổ măng, sắn măng đặng bán kiếm tiền, phải không? Cô Loan Bến Tre thì cũng phải kiếm trái cây đồ buôn bán kiếm tiền, mỗi người con sứ mạng hết. Còn thầy Huệ Nhẫn á thì ngày tối cứ tụng kinh mẫu rồi rình rình coi người nào có duyên với mình, rình rình coi bà con sắp có phước, vận động kêu gọi kệ. Mà tôi nói các kêu gọi này cũng là cái nghệ thuật mà cũng cái phước nha quý cô, không phải kêu ai kêu gọi cũng dễ đâu, mình phải me từ từ, lúc nào Phật tử vui, lúc nào Phật tử thương, người ta quý, mà mình phải làm đúng, nói đúng, làm đúng, sự việc đúng thì người ta mới thương mình đúng. Mà mình nói xạo, nói dốc, đi vận động để mình ăn thì quý vị thấy đó, kiếp sau mang lông đội sừng, làm trâu làm ngựa mà trả. Bây giờ ăn cho sướng cái miệng, mặc cho nó sang cái thân thì mấy mốt làm trâu làm ngựa trả cho người ta. Còn Phật tử ở đây là người ta mở cái lòng tôn kính Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, cúng dường cha mẹ, giúp đỡ quý sư, quý thầy, tạo cái phước với Tăng Bảo, giúp đỡ cho người nghèo khó là lòng từ bố thí, cái hạnh của những vị Bồ Tát. Mà mình làm không đúng, làm không trọn, mình lợi dụng, thấy người ta đau bệnh, mình vận động đau bệnh để mình ăn, cái đó là cái tội lớn lắm. Nói người ta nghèo khó, mình vận động, mình xin để mình giúp cho người nghèo khó, mà mình không giúp cho người nghèo khó, mình lấy cái tiền đó mình ăn, cái quả này nó lớn lắm, cái nghiệp này nó nặng lắm, phải không? Đó. Mình nói cúng dường Tam Bảo mà mình vận động cho nhiều mà mình không cúng dường Tam Bảo thì A Tỳ Địa Ngục, mình phải xa vào đó khổ, mình gánh những cái quả báo của người ta. Cái người mà người ta cho mình, người ta đóng góp, đâu phải khi không người ta cho đâu. Người ta cho 100 kg gạo, 500 kg gạo, người ta cũng cầu nguyện cho gia đình người ta được mạnh khỏe, cho mẹ hết bệnh, cho ba bỏ rượu, cho vợ chồng đừng có xích mết, con cháu nó thuận hòa. Mình ăn xong mình phải gánh cái đó, phải không? Cho nên mình phải nói thiệt, làm thiệt thì người ta mới thương mình thiệt. Mình nói dốc, nói xạo thì mình sẽ bị cái quả báo. Được 1-2 lần người ta tin mình 1-2 lần, chứ lần thứ 3 là người ta biết mình nói dốc thì ai còn đóng góp với mình nữa, phải không ạ? Mình phải làm thiệt, nói thiệt mình mới sinh được cái phước. Mà sanh được cái phước đó thì tự nhiên vậy đó, có long thần hộ pháp, có những vị thiện thần ủng hộ mình, giúp đỡ mình, giúp đỡ cho Phật tử mừng ăn thuận lợi có tiền, người ta mới giúp mình. Chứ bây giờ tôi giúp, bây giờ tôi đi nghe lời ông thầy Huệ Nhẫn kêu gọi tôi giúp cho ông tấn gạo, mà sao từ ngày tôi cho ông tấn gạo tôi mừng ăn nó đi xuống không à, tôi làm ăn hỏng nên, rồi làm sao lần sau ông kêu gọi có nữa, không có. Bây giờ quý vị cho 1 tấn gạo, một vài tuần sau, một vài tháng sau, một vài năm sau, quý vị có được 10 lần cái đó, 20 lần cái đó, 100 lần cái đó, quý vị mới ham mới cúng nữa, phải không? Chứ bây giờ cho 500 kg gạo rồi mà từ ngày cho 500 kg gạo tới giờ mừng ăn không được, không thuận lợi, lần sau người ta không cho nữa đâu. Là tại sao? 500 kg gạo đó thầy Huệ Nhẫn làm cái điều phi pháp, làm cái điều không đúng chánh pháp, long thần hậu pháp không có phù hộ mình nữa. Mình phải làm thiệt, mình nói thiệt, mình làm thiệt. Cha mẹ thì không có thời gian đâu mà độ cho mình, nhưng cha mẹ có binh gia bộ hạ tướng tá chư vị của cha mẹ. Bây giờ mình ở đây có điện Tam Tòa Thánh Mẫu thì tất nhiên rồi, mình ngoài thờ Tam Tòa Thánh Mẫu thì có các vị sơn thần, có các vị long thần hộ pháp, có những vị thiện thần, người ta đi theo, người ta hầu mẹ đó, người ta thương mình, người ta mới ủng hộ cái người tu nè,
phải không? Người ta ủng hộ người tu, mà muốn ủng hộ người tu là ta phải phù hộ cho tín chủ, những cái người thí chủ này người ta làm phúc này nè, đó, người ta thuận lợi trong công việc làm ăn nè, nha, người ta tai qua nạn khỏi nè, người ta nhớt vớt những cái bệnh đau, những cái khó khăn trong cuộc đời nè, thì mình thấy hiển lên, trời ơi hôm đó mới ủng hộ cho thầy Quỳ Nhẫn có 10 thùng mì, mà bây giờ mình thấy gia đình mình nó tốt quá, phải không? Nó thuận lợi quá, lần sau người ta mới cho 20 thùng, 30 thùng, phải không? Chứ bây giờ cho 10 thùng mì mà về vợ chồng xích bích bằng ăn không có thuận lợi, người ta đổi thừa, nó đang bằng ăn ngon tự nhiên cho 10 thùng mì cúng chùa, bây giờ vợ chồng quýnh lộn, phải không? Bằng ăn sao cái gì nó cũng không được thành công, thì người ta đâu có lần sau, người ta đâu có cho nữa. Những người ta cho lần sau là người ta phải thuận lợi, phải không? Cho nên cũng vậy. Chào Ngân Linh, chào Nguyễn Xuân Trung, chào Minh Anh Phan. Cái gì cũng vậy quý vị. Những cái nói về tâm linh á, nó kỳ diệu huyền bí lắm. Tâm linh là nó vậy, nó không cho mình thấy trước mắt, ẩn ẩn hiện hiện như vậy, nhưng mà nó có những cái huyền diệu, huyền di đặc biệt lắm. Mình á, Huệ Nhẫn dối mọi người được, dối quý Phật tử được một hai lần, nhưng mà dối cha, dối mẹ, dối Phật, cái trời dối không được. Nó thật sự là như vậy. Mình dối là mình sẽ gặp những cái quả báo. Tôi nói cuộc đời của Huệ Nhẫn đó, quý vị thương không? Quý vị thấy không? Nó có điều linh thiêng lắm. Bây giờ mang cái chứng bệnh mười mấy năm nay, đau khổ không? Nói thì hoài miệng cười vui với mọi người, nhưng mà nói thiệt với quý Phật tử thương, mười mấy năm nay, khi nào mà sáng mà 5 giờ sáng mình thức dậy đó hen, là mình biết mình còn sống. Còn như mà mình không có biết được ngày mai mình làm gì đâu. Cho nên á, mười mấy năm nay Huệ Nhẫn ít có dám hứa với ai cái điều gì đó, không có dám hứa, là thậm chí ta mời cúng cũng không dám hứa, nó về lên tấm bảng nó chứ không dám. Biết mình còn sống không mình đi, không dám hứa. Ngày đó còn sống mình đi. À, nhưng mà Huệ Nhẫn có lòng tin, người ta nói trời ơi thầy, thầy tu á 30 mấy năm rồi, nó lên thượng tọa rồi, mới mốt lên tới hòa thượng rồi, mà thầy thờ mẫu, thầy thờ tà đạo. Tại đi theo mẫu là tà đạo, ai mà thầy chùa mà đi thờ mẫu không được. Người ta nói dữ lắm. Thầy chùa mà đi tụng kinh mẫu, người ta nói dữ lắm. Nhưng mà tôi nói quý vị nghe, không có. Cái nghiệp của con rồi hòa thượng, cái nghiệp con rồi quý thầy thương. Bây giờ con hai vai con gánh nặng hồi xưa già của thầy tổ con để lại, con phải thờ. Mà cái trách nhiệm của con nó vậy rồi, con vậy cũng vẫn tốt hơn những người không biết thờ. Con như vậy còn tốt hơn những người mà không tu hành chân chính. Con như vậy cũng tốt hơn những người phá đạo, phải không? Cho nên con không có cần cái danh vị, mà con có lòng tin với Phật trời, là chứng tỏ rằng ở cái tuổi con mà con cắt được chùa, được con quản lý được mấy cái chùa có bản hiệu đàng hoàng, hợp pháp đàng hoàng, phải không? Ở tuổi con mà con có được cái cung điện mẹ lớn như vậy, đó là cái phước của con chứ đâu có trách được, phải không? Phật con cũng lo đầy đủ, cúng kinh sư đâu con cũng biết, giảng pháp con cũng biết, nói chung cái gì bên Phật con cũng biết, cũng hơn có được nhiều người, phải không? Rồi bây giờ con thờ mẫu là con dành riêng một cái trong trái tim của con chừa một ngăn để con thờ mẫu, con chia ra nhiều ngăn. Quý thầy chia ra có 2 ngăn để ngăn thờ Phật, ngăn thờ mà cho tâm mình. Còn con ngăn ra 4-5 cái ngăn, con chia ra bên con thờ Phật, bên con thờ mẫu, bên thờ cha mẹ thầy tổ, bên quốc dân thị thảo, con làm trọn, phải không? Cho nên mọi người thương con đừng có trách con. Cái đó là cái bổn hạnh. Và quý vị thấy không, cái niềm tin mình được đền đáp cân xứng. Tự nhiên bây giờ đi nội soi ra, rồi mình đi sinh thiết, đi thử xét nghiệm đầu ra, cái tự nhiên cái hết. Cái bệnh á, thay vì cái bệnh ung thư của người ta, cái khối u trong đại tràng nó một ngày nó lan, nó ra một về lên đó, cái là phải cắt nó khó lắm, phải không? Phải vô thuốc vô đồ. Tự nhiên của mình giờ nó gom lại như trái ổi non vậy, nó có cái cuốn. Hôm nào bác sĩ nó dễ lắm. Bây giờ nó lành tính rồi, nó không có phát triển, nó gom lại như vậy rồi. Thôi thì á, bữa nào cái mình đi xuống bệnh viện lớn, cái người ta cắt bỏ cái xong. Thấy không? Quý vị thấy không? Cái đó là cái quyền di Phật pháp chứ. Mà Huệ Nhẫn có làm gì không? Huệ Nhẫn chỉ có cái niềm tin Phật pháp. Biết lo cho Tam Bảo, biết lo cho mẹ. Chứ thật ra thì nói thuốc á, thì bác sĩ cũng cho thuốc cũng như mọi người, thuốc thì nó cũng đáng kể. Rồi uống thuốc cũng vậy, và Huệ Nhẫn người ta chỉ uống cái bông đu đủ đực, nấu nước uống,
À, mình cũng uống 3 tháng uống, nghỉ 1 tháng, 3 tháng uống, nghỉ 1 tháng uống. Rồi người ta kêu lấy cái nha đam, lấy cái ruột da đam trộn với mật ong, rồi cái trộn với rượu trắng để tủ lạnh mỗi ngày, sáng chung, trưa chung, tối chung, cũng 3 tháng uống, 1 tháng nghỉ. Nó như vậy riết rồi nhiều năm trôi qua, bây giờ tự nhiên cái khối u nó gom lại một cục. Mai mốt mình cắt mình bỏ cái xong, hiện giờ là mình nội soi, mình đi sinh thiết, đó là thời xét nghiệm là coi như là lành tính, thấy không? Tôi nói quý vị nghe, tất cả đều một cái quyền di, một cái linh nghiệm đối với mình bề trên. Tin Phật, Phật cũng độ, tin mẹ, mẹ cũng độ. Mình có cái lòng như vậy mình quý chứ, phải không? Cho nên á, mình nói sao con đi tu hoài, con thấy con khổ hoài, con theo mẹ con khổ hoài, không có đâu. Đi tu mà khổ ai đi, phải không? Thờ mẹ mà khổ ai thờ. Nhưng mà chẳng qua là cái nghiệp nó đến trước và đến muộn. Bây giờ bình thường mình không có thờ thì nghiệp nó từ từ hưởng trả. Bây giờ thờ mẹ thì đổ nghiệp liền. Đổ nó tới ầm ầm có mình chịu nổi hay không? Mình cứ dồn dập rồi mình vượt, mình cắn răng mình chịu đựng qua một thời gian là tự nhiên mình sung sướng. Phải không? Mình trả hết cái nghiệp rồi thì cuộc đời này là của mình. Mình làm chủ bản thân mình. Nên mọi người thấy không? Quyền diệu không? Nói tới nói lui nha mọi người, còn 400 ký gạo nữa, lát có ai có duyên ủng hộ giùm thầy nha, thầy nói tiếp cho nghe. Ở cái tuổi 40 mấy 50 của thầy ngoài đời á, chưa chắc gì mà mọi người có được cái cơ ngơi, có được cái sự nghiệp như thầy, thấy không? Mà ở ngoài đời á, bây giờ 1-2 đứa con, mình làm cha của 1-2 đứa con, nhiều khi khổ muốn chết, nhưng thầy không? Như Huệ Nhẫn giờ rất là nhiều đứa con, mai mốt Huệ Nhẫn có chết rất nhiều người bịch tan, rất nhiều người bưng ly hương, phải không? Cho nên mình có cái hạnh phúc của người tu, hạnh phúc của một con người của mình. Hồi xưa ba mẹ không cho mình đi tu, sợ rằng nó tiệt tử, nó đi tu là nó tiệt tử, nhà có thằng con trai nó đi tu nó tiệt tử, không có ai hương khói, rồi nó đi tu là nó bỏ cha bỏ mẹ. Nó mà đi tu rồi thì ai phụng dưỡng, nó đi tu rồi nó phải bưng cái bát nó đi khất thực, đi xin ăn hàng ngày, xấu cha hổ mẹ, đâu có. Bây giờ mình có người con của mình đi tu làm vị trụ trì, làm thầy của rất nhiều người, mình hãnh diện chứ, phải không? Bây giờ con của mình đi tu và nó được ăn trên, ngồi trước, được mọi người thương yêu nè. Mình đi ra đường ta nói trời ơi, ba mẹ của ông thầy đó, trụ trì của chùa Minh Viên, mình hãnh diện, phải không? Có khổ không? Đâu có khổ. Đi tu vẫn mập mạp trắng trẻo, cũng dễ thương đẹp trai như ngày nào, phải không? Đâu có xấu xí, đi tu đâu có xấu đâu, phải không? Thầy thấy mỗi một ngày hồi xưa Huệ Nhẫn ở ngoài xấu quắc, hồi trẻ nhỏ xấu quắc, ôm nhấp như cây mía lao, đi bờ ruộng là gió thổi nó muốn rớt xuống ruộng. Nhưng mà từ ngày đi tu thấy không, nó đẹp. Quý vị thầy nhìn thấy thầy đẹp không? Đẹp chứ đâu có xấu, phải không? Tướng hảo, nhìn khuôn mặt cũng phúc hậu này, cái này kia cũng dễ thương, phải không? Còn nếu ở ngoài đời của mình sợ nhiều khi đen thùi lùi, phải đi mần mướn, phải đi nhổ cỏ lặt rau, cực khổ lắm. Nhưng bây giờ thấy sướng không? Sướng sao không sướng? Nhiều người thương không? Nhiều người thương. Ở ngoài đời có ai thương? Một người thương, phải không? Một người thương, cưới được một người về làm vợ rồi đó, rồi phải sự ăn sự uống, sự khó sự khăn, cuộc sống này nó làm cho con người ta bù đầu rồi sao, rồi tới chết xây qua xây lại đôi ba năm, đôi ba chục năm chết ngắt, có gì đâu. Nhưng mà người tu bây giờ Huệ Nhẫn để lại, Huệ Nhẫn có chết Huệ Nhẫn hãnh diện, Huệ Nhẫn để lại được mấy ngôi chùa để cho cái thế hệ sau người ta đến, người ta thắp nhang Phật, người ta giếng cảnh Phật, người ta nhìn vô, người ta nói ông thầy Huệ Nhẫn, cái này của ông thầy Huệ Nhẫn tạo lập ra nè, thấy không? Đó. Rồi bao nhiêu người thương tiếc, thấy hồi xưa thấy ông Huệ Nhẫn thấy thương, ổng còn sống, hàng đêm ổng tụng kinh mẫu cho mình nghe, lâu lâu cái ổng ấn tống kinh này kinh kia cho mình nghe, ổng thỉnh tượng Phật này tượng kia về cho mình chiêm bái, phải không? Như vậy cha mẹ mình hãnh diện mình vì mình chứ, chứ làm sao mà mình làm cha mẹ con mình đi tu mình cản, không có được, sợ đi tu là mất. Nhưng mà có những người quý vị thấy không, con nó lớn nó không chịu mần ăn, nó hút xì ke, chích xì ke, đi ăn cướp, ăn trộm, đi đánh lộn, giết người, vô tù, vô khám, phải không? Rồi lúc đó đó, nó đi vô trong tù đó, rồi mình dẫn nó ra được không? Mình đi thăm nó được không? Khó quá. Vậy mà con mình đi tu, mình tới mình thăm được không? Được, sao không được?
Mình tới mình chơi với nó vài ngày, vài tháng được không? Được, sao không được? Mình hạnh phúc không? Nhiều người thương hạnh phúc. Con mình đi tu thì mình cấm, mình cản. Ha? Mình tìm mọi cách để mình phá. Mình nhất định không cho, sợ đi tu là mất. Mất giống, mất nồi. Mất giống gì bây giờ nó đi tu, nó chịu tu giống như Huệ Nhẫn bây giờ. Mấy trăm, mấy ngàn đứa con, thấy không? Ngon lành không? Ở ngoài đời nó cao lắm, cho nó 5 đứa con, chục đứa con là hết quá. Còn giờ người ta đi tu, người ta được hàng trăm, hàng ngàn đứa con. Mình hãnh diện, phải không? Tại sao mà mình làm cha, làm mẹ mình khó? Nếu mà giờ này như cái tuổi này, nó ở ngoài đời nó ăn chơi, hút chích, xì ke, ma tí, bệnh hoạn. Rồi làm sao? Phải không? Cho nên á, mình có cái phước. Á, mình có phước. Cho nên người ta nói á, kêu ông thầy Huệ Nhẫn, rồi bây giờ những vị sư, rồi cha mẹ của các vị sư đó, mình kêu bằng gì? Đại thí chủ. Mình là thí chủ, mà cha mẹ của ông thầy á, ta gọi là đại thí chủ. Cái phước lớn, người có phước, đại thí chủ. Người ta phước lớn, có đứa con đi tu, phải không? Cho nên á, không có buồn, mà phải vui. Vui gì? Trong cuộc đời này, mình sanh ra được đứa con, nó cắt ái ly gia, đoạn lìa thế tục, nó đi tu. Nhất nhân hành đạo củ huyền thăng. Trong nhà của mình có một người con đi tu báo hiếu, củ huyền thất tổ mình nương nhờ, phước báo lớn, phải không? Cho nên mình đâu có buồn. À, còn 400 kg gạo chưa ai hùng nha bà con, nghe nghe rồi nhớ ủng hộ nghe. Chào anh Lễ, chào Toàn Lê, chào Quỳnh Thắng. Anh Lễ khỏe không? Cho nên nói thì nói, mình thấy người tu mình thương. Chào Tùng Thảo, chào chiến xe thời gian. Mình nói đi thì cũng nói lại à, mọi người mình cố gắng tinh tấn, thương Huệ Nhẫn, thương quý lắm. Mọi người á, cho ít Huệ Nhẫn cũng quý, cho nhiều Huệ Nhẫn cũng quý nhiều đó, không cho Huệ Nhẫn cũng quý. Tại vì thật ra ông Phật ông nói, ta đây là Phật đã thành thì chúng sinh là Phật sẽ thành như ta. Tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Tất cả những người mà thích nghe Huệ Nhẫn nói chuyện, đọc kinh, đều có một cái tánh linh, linh tử là con của mẹ. Những người này là con của mẹ, Huệ Nhẫn cũng là con của mẹ. Thế cho nên chúng ta là huynh đệ chị em, là những người con của mẹ đang bị thất lạc ở xuống cái cõi trần này. Cho nên bây giờ chúng ta biết nhau, chúng ta phải nắm chặt tay nhau, phải đoàn kết, phải cố gắng tu hành. À, chúng ta phải cố gắng sửa sai để chúng ta làm trọn cái sứ mệnh này. Mai mốt chúng ta cùng nhau, chúng ta dắt tay nhau hết, phải đi về hết. Về một cái cảnh an vui đó, cha mừng mẹ vui, lúc đó mới tròn cái sứ mệnh. Chứ không phải nói rằng á, người thì tu cho cố gắng tu cho cố, còn người thì không chịu tu, thôi để dành, để lâu lâu tôi có tiền tôi làm phước, nhờ Huệ Nhẫn tu dùm cho mình thì cũng một phần nào thôi, nhưng riêng bản thân mình phải tu. Chào Dung Nguyễn, chào Tùng Thảo. Lâu lắm rồi à, anh Lũy chưa có về chùa. Cho nên mùa Phật đản này mùng 8, mùng 9 tới, Huệ Nhẫn mời anh Lũy tranh thủ về chùa Minh Viên anh Lũy nha. Dịch bệnh mấy năm nay, cuộc sống mọi người khó khăn, cách trở cũng nhiều. Mặc dù ở xa thì mấy anh em cũng giúp đỡ cho chùa Minh Viên, giúp đỡ cho Tăng Ni. Nhưng mà nói thì nói chứ không biết thì thôi. Trong cuộc đời này mình biết, giống như anh em, thầy trò cũng phải nhớ, phải không? Mọi người mà lâu không về chùa là Huệ Nhẫn cũng nhớ. Chứ nói ông Phật nhớ, mẹ nhớ thì cũng có điều đó tất nhiên. Nhưng mà nói thật lòng với quý Phật tử là Huệ Nhẫn cũng rất nhớ mọi người. À, qua một cái trận dịch, nói thật lòng qua cái trận dịch, mọi người về chùa, nhìn người nào Huệ Nhẫn cũng muốn là rưng rưng nước mắt luôn. Tại sao? Những cái người thân thuộc của mình một số không có cơ hội để về nữa. Có những người thân với mình đi đồng hành với mình mấy chục năm trời, qua một trận đại dịch rồi, người ta không có còn cơ hội để về nữa. Cho nên bây giờ mình còn cơ hội, mình gặp nhau,
tôi nói với mọi người thương, cả cuộc đời Huệ Nhẫn từ đây đến chết, Huệ Nhẫn không có đòi hỏi Phật tử cái gì nữa, mà Huệ Nhẫn không có xin cái gì riêng cho Huệ Nhẫn hết. Huệ Nhẫn chỉ là lâu lâu chỉ mong mọi người về chùa hoặc là ở nhà quý vị có chuyện gì vui buồn rủ Huệ Nhẫn về chơi, Huệ Nhẫn cũng tranh thủ có thời gian Huệ Nhẫn đi liền, kệ nó, còn gặp nhau là còn cái duyên, chứ mình mai mốt rồi mình có muốn tạo cái duyên nữa không có. Còn cái việc thiện, việc Huệ Nhẫn hay kêu gọi Phật Pháp đó, mọi người có thì mọi người đóng góp, không có à thôi. Cái điều quan trọng nhất của Huệ Nhẫn cần ở mọi người là mình nên biết tu, biết sửa, học Phật Pháp, rồi tìm về cái bản thân của mình. Quý vị cứ tự nhiên ở nhà, không cần phải đi chùa, đi miễu, đi đình gì hết trơn, không cần. Ở nhà mà mình thương cha kính mẹ, tạo lập lên một cái tư dinh nho nhỏ, một cái gốc riêng cho mình, có hình Phật, hình mẹ gì đó, đốt nhang ngày ba thời, hai thời, năm thời gì đó, tiếng chuông rồi ngồi đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Phật Mẫu, tùy theo cái lĩnh tôn thờ của mình là đức vị nào, mình niệm danh hiệu đó là phước báo lắm. Một năm, hai năm, quý vị có duyên, quý vị về chùa Minh Viên rồi gặp Huệ Nhẫn. Còn mọi người mà chưa có điều kiện, nếu có điện thoại thì coi trên Facebook, Zalo gì nè, YouTube, thấy Huệ Nhẫn gì cũng được là hạnh phúc rồi, không có nhất thiết. Mọi người đừng có quan tâm rằng là mình phải có tiền mình mới về chùa, không có. Huệ Nhẫn bây giờ, đối với Huệ Nhẫn bây giờ những cái đó là nó là cái gì rồi, nó cái gì xa xỉ rồi, không quan tâm nữa. Cái sức khỏe của mình là quan trọng, mà bây giờ nói với quý vị nghe đó, Huệ Nhẫn bây giờ sức khỏe tốt, quá tốt. Huệ Nhẫn phải nói tự hào rằng là rất sức khỏe bây giờ rất tốt. Là tại sao? Huệ Nhẫn có một cái tình thương, tình tôn kính đối với mẹ, đối với Tam Bảo tuyệt đối. Cho nên Huệ Nhẫn cũng mong là quý Phật tử chúng ta cũng vậy, có một cái niềm tin tuyệt đối, nhất định chúng ta sẽ vượt qua hết những cái chướng nạn này. Bệnh tật cũng phải, đúng là ta nói là cái thế gian này á, những cái khoa học á, người ta cũng sẽ giúp cho mình những cái chứng bệnh đặc biệt, nhưng có những cái chứng bệnh mà khoa học này không làm được, tối tân cũng không làm được, mà chỉ có cái quyền diệu thiêng liêng bề trên đó. Cho nên riêng bản thân Huệ Nhẫn rút được cái kinh nghiệm này rồi, cho nên mọi người, Huệ Nhẫn có phát nguyện rồi, còn lại cuộc đời quãng đời này mình sẽ hy sinh hết cho Phật Pháp, nơi nào cần thì ta đến, còn nơi nào không cần thôi. Mình cũng không phải nặng, mình không có nặng đầu. Mình bây giờ cũng không cần phải là nặng về cái lo toan tiền tài, vật chất, danh lợi. Huệ Nhẫn bây giờ không có ham giống như ngày xưa nữa, không có tranh đấu chức vụ quyền hạn gì cũng cần. Cái nào lợi ích cho mọi người thì Huệ Nhẫn làm, cái nào làm lợi ích cho xã hội Huệ Nhẫn làm, cái nào làm lợi ích cho Phật Pháp thì Huệ Nhẫn làm. Chứ bây giờ không có hơn thua tranh đấu, mà cũng không có ham quyền cao chức trọng, cũng không có cần mà ham xa hoa lộng lẫy. Bây giờ nè, Huệ Nhẫn khác hơn mọi người đây. Bây giờ mới nhìn thấy bộ đồ đi, mọi người thấy bộ đồ không? Bây giờ không có xe xua, bây giờ ai cho cái bộ đồ nào bận bộ đồ đó, không có phân biệt đó là đồ KT, đồ xích so, đồ xịn, đồ không có. Không, Huệ Nhẫn bận vậy nè. Mọi người muốn kêu Huệ Nhẫn là ông thầy cũng được, kêu bằng chú cũng được, bằng anh cũng được, bằng thằng cũng được, không có quan trọng nữa. Bây giờ không có quan trọng nữa. Người ta nói thầy xong bận màu vàng, không, tôi thích màu nào tôi bận màu đó, không có quan trọng nữa. Huệ Nhẫn đi lên bệnh viện Đại học Y Dược, thấy mấy cô điều dưỡng đó, người ta bận cái màu này, thấy cũng thương. Huệ Nhẫn về, Huệ Nhẫn mai năm bộ giày bận. Cho nên bây giờ tôi nói mấy vị nghe, bây giờ mình bận bộ đồ vàng, ta chắp tay người ta lại, người ta cúi đầu quá, người ta biết mình ông sư rồi. Cho nên thôi mình không bận màu vàng nữa, bây giờ mình bận cái màu này nè. Ai biết cũng tốt, mà không biết cũng tốt. Càng không biết mình càng mừng, biết nhiều càng khổ. Mình nhận cái sự mà chào thưa giái lại của người ta nhiều quá, mình tỏ với phước quá. Thôi mình bận vậy đi, ra đường ta kêu bằng anh cũng được, bằng chú cũng được, bằng thằng cũng được, kệ nó. Người tu mà, người tu là xả phú cầu bằng, người ta đã bỏ hết công danh sự nghiệp, bỏ hết đi người tu, chứ đâu phải là mình mượn cái áo này để mình tạo lập sự nghiệp, đâu phải mượn cái áo này để mình tạo lập công danh, phải không?
đâu phải mượn cái áo này để ăn trên ngồi trước, không. Mình là người tu, là cái người thấp hèn nhất trong xã hội này, là người mình phải đi ăn xin, ăn mài bố thí của mọi người để mình sống cuộc đời mình, để mình tìm ra cái chân lý chứ. Chứ đâu mình là mình có cái nào, bởi vì mình coi trong cái bộ phim gì đó, tôi nhớ có cái bộ phim nào mà có cái ông thừa tướng, ông nói đó, ông dù cho có làm cái gì đi nữa, ông cũng phải nhớ ông là thầy chùa. Ông không, ông làm chức vụ lớn gì kệ ông, nhưng mà ông là thầy chùa, ông phải nhớ trong cuộc đời, ông phải trong bụng của ông, trong tâm của ông, trong trí của ông, lúc nào ông cũng phải nói ông là thầy chùa, chứ ông không có lớn hơn cái chức ông thầy chùa. Cho nên là mình có làm gì mình làm, mình phải biết cái thân phận của mình là ông thầy chùa. Cho nên nói với Phật tử là mình phải hiểu cái điều đó. Còn mình là người con Phật cũng đừng vậy, cũng đừng có đặt nặng quá. Mình nhiều khi mình đặt nặng quá, cũng đừng có tôn kính quá, mà cũng đừng có đưa người ta lên quá. Đưa người ta lên quá, người ta cứ tưởng người ta là Phật Thánh không. Tôi nói có những người trước kia chẳng biết gì, gặp tôi hả, quỳ lại xá cầu khẩn tôi hết trời, cái đầu nhờ tôi giúp đỡ được. Làm được 1-2 năm bắt đầu cái người ta làm được á. Người ta bắt đầu người ta làm được, người ta làm mẹ được rồi, cái bắt đầu người ta sẽ kiếm chuyện, người ta nói xấu tôi, hoặc người ta hắc hỏi tôi, hay người ta kiếm chuyện, người ta giận hờn những cái chuyện vu vơ gì đó. Nói chung ta làm một cái điều gì đó để người ta không cần phải theo tôi nữa, và người ta tránh xa tôi để làm chi? Tôi phải rời xa để người ta mới có dịp người ta làm cha làm mẹ được. Chứ bây giờ người ta đã tôn sùng tôi làm cha làm mẹ rồi, mà bây giờ người ta còn quý trọng tôi hoài thì người ta đâu có cơ hội người ta lên, đúng không? Cho nên bởi vì mình làm người lớn, mình phải biết lúc nào nên đến và lúc nào nên đi. Mình cảm thấy người ta cần mình đến, và khi nào không cần nữa mình lặng lẽ mình rút đi, chứ đừng đợi người ta đuổi mình, thấy không? Người ta đuổi mình thấy mình sẽ, mà mình tu mình sẽ mình biết được cái luật, cho nên mình bớt buồn. Chứ thật ra nhiều những lúc đó mình buồn lắm quý vị nha. Mình phải cố gắng. Bây giờ người ta làm mẹ, người ta làm cha, người ta làm ông này bà nọ. Có những người đệ tử tôi hôm nay làm lớn lắm, nó làm lớn, nó làm cao gấp 5-10 lần tôi vậy đó. Nhiều khi mình đi cúng đi, bởi vì ngày xưa nó là đệ tử của mình, nó nhỏ, mình ngồi trên bàn trên cao. Bây giờ nó có học thức, nó giỏi quá, nó làm chức ông này bà nọ rồi, đi tới chỗ họp hành á, nó ngồi trên mình, chứ mình là mình mày ông thầy nó, nhưng mà mình đâu có chức vụ gì đâu. Mình phải ngồi dưới, mình ngồi dưới, mình thấy không, cuộc đời này nó vậy đó, nó phải chịu. Có những người hồi xưa người ta quỳ người ta lại mình, tôn sư sư phụ minh mẫn, người ta nói trong cua suốt cuộc đời này, dù cho có thế nào đi thế nữa, chừng nào mà con mà chết đi rồi đó hen, thì con mới bỏ thầy. Chứ con còn sống hả, là con tôn bái sùng kính thầy, lời nói còn văng vẳng bên ta vậy, chứ được có 1-2 năm rồi bắt đầu nó tìm cách này, nó xa lánh rồi, bắt đầu cái nó bay lên, nó thế cái ghế của mình, nó ngồi. Cái cuộc đời nó hẩm hiu, nhưng mà mình biết được những cái điều đó, thế nào nó cũng xảy ra. Thì thôi, mình phải quan hỷ, chấp nhận, vui mừng, chỉ cầu mong rằng phải ngồi vững nghe con, ráng cố gắng. Con muốn ngồi vào cái ghế đó cực khổ lắm nghe con, cái ghế đó nó cực khổ lắm, nó gian nan lắm. Mà thầy trên 30 năm thầy mới được ngồi nha con, chứ không phải như con mới có ngày bữa mà con bay lên nha con. Bây giờ con có sắc có dốc, thấy không? Con có tiếng nói tốt, triều mến, dễ nghe, ru hồn, mọi người thương con. Con còn trẻ còn đẹp, người ta quý con, người ta bắt con lên ngồi cái chỗ đó, thì con phải ráng, con cố gắng. Chứ còn nếu mà con ngồi trên đó con dương dương tự đắc rồi mới mốt khổ cho con, mô Phật thầy. À, cho nên mình thấy mình cũng khuyên hoài, cái đó mình thương mình nói chứ mình không ghét. Nói sao, con hơn cha thì nhà có nóc, mình cũng không có bắt người ta phải phụ thuộc vào mình hoài, phải tự vươn lên. Nhưng mà thầy có lời khuyên rằng nếu mình được lộc thánh, được mẹ thương mẹ cho, thì ráng cố gắng trao dồi cái giới đức, trao dồi lại cái hạnh nguyện của mình để nó trường tồn. Chứ cái ngành nghề này nó bạc lắm, nó gọi là cái ngành nghề này bạc lắm. Mẹ cho thì cũng mau lắm, nhưng mà mẹ và chư thiên lấy lại cũng mau lắm. Cho nên có những người hôm nay còn làm cha làm mẹ, chứ ngày mai nằm một đống bán thân bất tội, tai biến tới mau lắm.
thời buổi cuộc đời này nó vậy đó quý vị. Thà mình làm người Phật tử, người con mẹ bình thường, vậy mà nó tồn tại. Tôi nói cuộc đời quỳ nhẫn vậy đó, 30 mấy năm rồi, nó cứ vậy thôi. Lúc chìm, lúc nổi, chìm thì không chìm xuống hết, mà nổi thì nó không có nổi lên quá, nó cứ lình bình. Vậy vì mình có phát nguyện mà, nơi nào cần mình đến, nơi nào không cần thôi. Còn 400 kg gạo mọi người ủng hộ tiếp đi à. Thầy xin được 200 thùng mì, 1 tấn 6, 1.600 kg gạo rồi, còn 400 kg nữa sẽ được 200 phần. Mọi người ai có dư thì ủng hộ nghe. Nãy giờ chờ có vị Bồ Tát nào lên ăn mình xin mà chưa thấy duyên làm sao á. Cảm ơn Dung Nguyễn nhiều. Đây là nỗi lòng của thầy. Tâm sự mấy bữa nay không biết làm sao mà cứ trong lòng nó hay nói quá, chứ hồi trước giờ không có nói. Quý vị thấy em quen Quỳ Nhẫn mấy chục năm nay có bao giờ Quỳ Nhẫn nói không? Không có nói. Mà tự nhiên mấy hôm nay hay nói quá. Hay nói nó cũng là cái nghiệp, không nên nói. Nhưng mà không biết làm sao mà mấy hôm nay hay nói quá. Tại vì thương, thương mới nói, chứ còn ghét thì không nói. Thương, sợ lắm. Sợ là con của mẹ mà đi nghịch đường, trái đường nó uổng, phải không? Những người thương mẹ, kính mẹ, mà lỡ có chuyện gì mang tiếng cho mẹ, rồi mang tiếng cho cái tăng đoàn, mang tiếng cho cái hàng linh tử, cho nên cũng sợ, cũng lo mà hay nói, hay khuyên. Làm được là tốt, kính mẹ là tốt, thay mẹ cũng được, xưng mẹ cũng tốt, xưng cha cũng tốt, nhưng phải làm lợi ích cho chúng sinh, tạo cái phước cho bá tánh thì tốt. Chứ thân mình chưa được gì hết mà mình cứ á vị mẫu, rồi mình mượn cái danh của mẹ, khổ quá khổ, ai không bực. Bây giờ quý vị mà nổi tiếng, người ta mượn cái nít của mọi người đó lên đó vận động rồi xin xỏ làm điều bậy bạ, quý vị tức không? Đừng nói tới mẹ, mượn cái danh mẹ mà làm chuyện tào lao đó rồi làm sao? Thì một ngày nào đó chư thiên binh gia bộ hạ của mẹ cũng rầy mình chứ, phải không? Lúc đó là mình khổ. Thí dụ giờ mọi người làm Quỳ Nhẫn buồn, hay Quỳ Nhẫn làm mọi người buồn, Quỳ Nhẫn xin lỗi mọi người thì được, mọi người hết giận. Còn cái này mọi người làm cho mẹ buồn, đâu có biết đâu, mình đâu có biết lúc nào mẹ buồn hay mẹ vui, lỡ có chuyện gì sao lúc đó hối hận không kịp, phải không? Cho nên có vài lời khuyên với mọi người, cái gì cái khiêm cung hạ mình là tốt, làm tôi là tốt, đừng làm mẹ, làm mẹ khổ lắm. Bởi người ta nói trên đời này có cái nỗi mà nhọc nhằn nhất là người mẹ, những cái người chịu đựng đau đớn nhất là mẹ. Từ bi hỷ xã lớn nhất cũng là mẹ. Dạ, cảm ơn anh Lễ ủng hộ 100 kg gạo. Như vậy là còn 300 kg nữa mọi người nha. Vậy là được 1.700 kg rồi, còn thiếu 300 kg nữa mọi người nha. Bữa trưa hôm nay thành công quá. Anh Lễ là thuộc chi hội của Tiền Giang mọi người. Trong những cái năm qua thì anh Lũy cùng với nhóm cô Tây này á, là phát một cái hạnh nguyện lớn lắm. Mặc dù bà con của mình ở Tiền Giang khó khăn lắm, cuộc sống mọi người khó lắm, nó thiếu thốn đủ hết, nhưng mà cái chi hội Tiền Giang này, đặc biệt là chỗ anh Lũy với lại cô Tây này, là ở đâu chùa nào cúng cỡ nào cũng đến cắm hoa nấu ăn. Hồi trước là mỗi tháng mỗi tuần phải nấu cơm chay. Mấy lần mà cô Tâm Phúc mà cho tiền ủng hộ về Tiền Giang đó, có mấy lần hôm mà mùa dịch đó cô Tâm Phúc, thì chỗ gửi về cho anh Ngọc Lễ với chị Tây, cô Tây Tiền Giang nè, là đây đó đó, thì để nấu ăn cho bà con. Cho nên là một anh Lễ thì ngoài tham gia với chùa Minh Viên của mình thì hầu như chùa nào nhiều lắm, anh thì rất là lo nhiều chùa. 100 kg gạo là quý lắm đó, tại vì anh lo rất là nhiều chùa, nhiều nơi chứ không phải mình phải lo cho địa phương,
rồi các chùa, rồi các cái hội từ thiện, tùy theo cái duyên của mình. Và đặc biệt ở chùa Minh Viên á, là lễ cúng nào cô Tây về cắm bông cắm hoa là anh đều cho chiếc xe tài xế chở về, chở từ ở Tiền Giang về chùa Minh Viên chở bông chở hoa về để mà cắm bông cắm hoa cho chùa, rồi đồ ăn. Rồi nhiều khi anh lỉ ra cũng phải đích thân xuống bếp nấu ăn, đãi ăn cho khách, cực khổ cũng nhiều. Nói chung là về chùa Minh Viên anh lỉ này cũng chịu nhiều cái đắng cay, chứ không phải là được sung sướng đâu. Nhiều khi còn bị rầy, bị la, bị này bị kia, nhưng mà cũng cam lòng chịu. Đó là thương thầy, thương Tam Bảo, quý trọng mẹ cha. Cho nên thì thay mặt đạo tràng chùa Minh Viên cũng cảm ơn anh hai Ngọc Lỹ rất là nhiều. Cũng mong rằng là trong cái thời gian sắp tới, ngày nào Quỳ Nhẫn còn sống trên đời này, thì các anh, các chị cũng là thương, nghĩ tới Quỳ Nhẫn, giúp đỡ cho chùa Minh Viên, giúp đỡ cho Quỳ Nhẫn để làm tròn cái phận sự của người con mẹ, người con Phật. Chúc cho anh thật là nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn cô Tâm Phúc. Nói chung rằng á, là Quỳ Nhẫn luôn nói, bởi vì ở nhiều đời nhiều kiếp trước á, Quỳ Nhẫn dụng cái đường tu. Nhiều đời nhiều kiếp Quỳ Nhẫn dụng cái đường tu, cho nên á, về kiếp này dù đi tu được hơn 30 năm, nhưng mà những người quen biết Quỳ Nhẫn là những thành phần khó khăn trong xã hội. Nhưng mà đặc biệt một cái rằng những người này cái tâm đạo rất là lớn. Cho nên thầy trò của mình nó giống như nhiều đời nhiều kiếp mình sanh ra một cái nước nghèo, một cái thế giới nó nghèo quá đi. Bây giờ mình lên mình gặp nhau mình khó khăn quá. Dạ chào Thiện Ân. Chắc cậu Năm cậu Năm Hòa Công quá. Cho nên á, Quỳ Nhẫn hãnh diện, Quỳ Nhẫn hạnh phúc và luôn luôn ngẩng đầu lên là rất là nhiều người thương Quỳ Nhẫn. Nói chung là về cái vùng núi Vinh này hoặc là ở trên sông Vĩnh, Quỳ Nhẫn tự hào lắm. Mình là một trong những cái cơ sở, những cái chùa mà Phật tử đông đảo, cũng xếp hàng thứ ba, thứ tư. Ngoài những cái tự viện lớn như ở đây hàng ngàn cái ngôi chùa, nhưng mà mình được xếp cũng hàng thứ ba, thứ tư là mình mừng lắm đó. Về Phật tử, cho nên á, Quỳ Nhẫn hãnh diện lắm. Tại vì mình tu như thế nào, mình làm như thế nào mà được mọi người thương yêu như vậy. Cho nên Quỳ Nhẫn rất hạnh phúc. Nhưng mà có một cái điều Quỳ Nhẫn muốn tâm sự với mọi người rằng, đệ tử Phật tử và những người quen biết của Quỳ Nhẫn trên 95% là người nghèo. Nói thẳng như vậy, trên 95% những người quen biết đệ tử của chùa Minh Viên Quỳ Nhẫn là bà con nghèo khó. Cho nên những cái Phật sự gì á, thì mọi người theo cái khả năng của mình đóng góp. Chứ có Quỳ Nhẫn, nhiều khi Quỳ Nhẫn cũng tuổi thân, sao cái chùa người ta phát 500 phần, 1.000 phần quà, ông thầy cũng lên tiếng chút xíu, xây cái cầu 500-700 triệu lên có chút xíu, cái chùa người ta cất vài chục tỷ, người ta kêu gọi có 1-2 tháng. Nhưng mà Quỳ Nhẫn nói thôi, đó là cái phước, mỗi người có cái phước, cái duyên, cái phước của mình nó mỏng, mà cái nghiệp mình nó dày, cho nên tất cả đều cái duyên. Thì Quỳ Nhẫn cũng chấp nhận như vậy, và cũng từ cái chấp nhận đó mà Quỳ Nhẫn ráng cố tu, ráng cố gắng tu, mình sẽ được ngày nay, ngày mai, ngày sau, cha mẹ thương, Phật trời thương, mình sẽ thành tựu được. Nhưng cái quan trọng nhất là mình hiểu được Phật, hiểu được mẹ, học được hạnh mẹ và làm được những cái điều mà mẹ mong muốn. Kể mình nghèo, mình làm việc nghèo, phải không? Mình khó làm việc khó, mình nhỏ mình làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn. Mình hãy cho mình là người nhỏ để mình làm việc nhỏ, như vậy thì lòng mình nó sẽ an hơn. Còn 300 kg gạo mọi người nha, anh Lễ có thể gửi qua số tài khoản Aribank 600 420 500 4567. Tài khoản Aribank, tên của thầy là Nguyễn Thái Sơn. Đọc lại nha. 600 420 500 4567.
5, 6, 7, Aribang, Phú Mỹ, tên là Nguyễn Thái Sơn. Buổi trưa hôm nay livestream mà đông nhất từ trước tới nay nha. Hồi nãy là nhiều lắm rồi, nãy giờ là chắc cũng mấy trăm người rồi đó. Vậy là mình cũng còn duyên ha. Hồi hôm này quý vị biết không, nó bị nghẹt mũi quá trời. Lần đầu tiên mà đi đăng kiểm xe nó cực khổ như vậy. Sáng đi lên sớm, lên đăng ký đăng kiểm, nộp hồ sơ vô, cho tới 11 giờ mới được xét. Xét xong nó nói xe ngoài sau đi tháo cái cản gió ra. Mình nói ủa cái xe này hồi xưa tới giờ chạy đâu có gắn cái gì đâu, xe bán sao thầy chạy như vậy. Nhưng mà nó không chịu, phải chạy xuống Bà Rịa tháo cái cản ra. Chiều lên đăng ký xét, đăng ký xong một buổi chiều 12 giờ 45 đăng ký, cho tới 4 giờ chiều mới xét xe. Rồi vô đợi một tiếng đồng hồ nữa, tới 5 giờ nó mới phát giấy dán xe dán tem về tới nhà gần 6 giờ. Là chịu nắng ngày hôm qua, mà ngày hôm qua là cái ngày mà nắng oi bức nhất, ngồi mà đợi nắng muốn xỉu luôn. Bị cái nhà toan không. Rồi tối về đâu có live stream nổi, hồi đêm qua không có live stream, không có tụng kinh được. Mọi người quan hỷ là tính trưa nay live stream chốt thôi, tùy theo duyên. Mà giờ phút này thì được là 1.700 ký gạo và 200 thùng mì rồi, còn thiếu 300 ký nữa là đủ 200 phần quà phát ngày mùng 9 tháng 4. Mọi người mà ai thương yêu Huệ Nhẫn, tùy theo khả năng của mình, thôi kệ đi, tùy theo cái khả năng của mình đóng góp, bao nhiêu Huệ Nhẫn cũng quý hết á. Để đủ cho mình làm cái phước nhân ngày sinh nhật của Phật, ngày sinh nhật của mình, ngày sinh nhật của bạn bè mình mời mình, chắc chắn mình cũng phải tranh thủ mà đi. Dù cho không có tiền cũng phải đi mượn nợ mà đi, phải không? Thì bây giờ ngày sinh nhật của Phật, mình không có tổ chức ca múa, không có nhảy nhạc hip hop, thì mình làm phước cúng dường tam bảo, cúng dường hiện tiền cho đại chúng tăng ni tu hành, và mình san sẻ tình thương đến với bà con khó khăn trong cuộc sống này. Đó là hạnh nguyện của Đức Phật, và cũng đó là cái chủ trương của Phật giáo, của các bậc tôn túc chỉ dạy cho mình. Huệ Nhẫn cũng phát nguyện, chứ thật sự ra Huệ Nhẫn cũng đâu có trồng khoai cuốc đất, đâu có đi nhổ cỏ, đâu có đi làm mướn mới có tiền đâu. Huệ Nhẫn cũng nhờ cái sự tu của mình, cũng nhờ cái sự đọc kinh, rồi tụng kinh mẫu, rồi nhờ Huệ Nhẫn nói chuyện mọi người thấy thương thương thì mọi người hùng. Hy vọng rằng ai thương Huệ Nhẫn thì đóng góp với Huệ Nhẫn nha. Ai tôn kính mẹ, tôn kính Phật thì mình cố gắng mình tạo cái phước. Rồi 11:35 rồi. Chắc giờ này giờ trưa rồi, mọi người có thể nghỉ ăn cơm. Nếu mà tối nay khỏe thì Huệ Nhẫn tiếp tục live stream, còn 300 kg gạo để tối Huệ Nhẫn xin tiếp nha mọi người nha. Tối nay ai có suy nghĩ đi, tối nay có ai có dư thì 8:30 gì đó, mọi người lên trang Facebook Minh Duyên Huệ Nhẫn để nghe tụng kinh mẫu, thầy chèo thiền, thầy xin xỏ tiếp nha mọi người nha. Bây giờ chúng ta tạm nghỉ đi, chúng ta ăn cơm xong nghỉ ngơi. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.